Vâng, Tín Hiền chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh em. Tiếp tục vào chương trình video hôm nay, một số cái mã hàng mới, cực kỳ mới luôn. Đấy, hàng vừa cập bến em sẽ quay trực tiếp và báo giá cho bác về những cái mã hàng bên em hàng vừa về xong nhá. Hôm nay thì về ít được cái mã hàng thùng đạn này, thùng đạn của Mỹ rất xịn luôn. Tí nữa sẽ view trực tiếp bác coi. Ổ điện Nhật này, ấm siêu tốc này, một số mã hàng rất là hay ho nhá trong dịp đầu năm. Đó, các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em, xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đón xem sản phẩm và video mới nhất của em. Đấy, và khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ cho em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi, giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán nhá. Đó, em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Rồi, cái mã hàng đầu tiên thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái lô thùng đạn của Mỹ này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây, về để các bác đựng đồ nghề các thứ này rất là tiện luôn. Mà riêng với cái dòng thùng đồ đạn của Mỹ thì các bác yên tâm về chất lượng và độ bền rồi. Chắc là nếu mà cái thùng này thì em tính là nếu mà các bác chỉ có đựng đồ không thì chắc là các bác dùng còn tầm 2-30 năm luôn, thật sự luôn, rất dày. Nhìn nó nhỏ nhỏ thôi mà em vừa cân lên nó nặng khoảng tầm 3 cân nhá. Nhìn nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nặng 3 cân, nặng dã man luôn, là các bác biết cái chất tôn của nó nào. Cái miếng thép thép của nó là dày dã man luôn. Đây. Đấy, có phần quai sách này. Đấy. Đây. Ký hiệu đạn điếc 7.62 ly này, đấy, 200 cát này. Hàng của USA nhá, rất xịn sò luôn. Thì về các bác muốn dùng thì các bác mở trong này ra, tay các bác cậy lên này, đấy, sau đó các bác mở ra, đấy, và các bác mở ra nhá. Thì về bên trong đây, thiết kế cực kỳ là chắc chắn luôn, tôn rất dày nhá, cái miếng thép này nó rất dày luôn. Ở đây thì còn bo cả một cái giòn cao su này, khi mà các bác đậy vào nó rất là kín luôn, không lo nước lôi nó vào nhá, không lo độ ẩm không khí nó vào, rất kín, các bác đựng đồ đựng đạc rất ok. Đấy, mà lúc nào mà các bác muốn cài vào thì các bác ấn xuống này, ấn nó xuống này. Đấy, một tay các bác ấn này, một tay các bác cài này, đó, thấy không, cái khóa nó kêu keng keng luôn, rất chắc chắn nhá. Đấy, rất chắc chắn luôn, đây, rất xịn sò, ok luôn, quá ok. Kích thước thì em đã đo sẵn đây rồi, kích thước sản phẩm này thì chiều dài của nó sẽ là 28 này, chiều rộng là 15 và chiều cao là 18 nhá. Đó, thì em báo giá luôn, các bác cứ lên mã giúp xem sẽ là sản phẩm là cái thùng đạn USA. Đấy, giá thì em về mức giá rất dễ mua bác luôn, 310.000 coi nhá, 310.000 một chiếc nha. Đấy, kích thước là 28 nhá, 28 chiều dài, chiều rộng 15 và chiều cao của nó sẽ là 18 nhá. Có phần quai sách này, rồi là phần khóa nắp, ngon lành với bác luôn. Đấy, khóa rất chắc chặt luôn, khóa cực kỳ chặt luôn các bạn. Đấy, có thấy không, kêu càng keng luôn, cái này phải lực tay đẩy vào cũng phải rất là khỏe, mà lực mở ra cũng phải khá là khỏe nhá. Đấy, vì nó đóng rất là chắc luôn. Đó, thiết kế rất chắc chắn luôn. Nặng hơn 3 cân không ơi, nặng hơn 3 cân mà. Đấy, à đây, cái nắp này có thể là tháo rời luôn này. Đấy, cái nắp này có thể tháo rời luôn. Các bác cần dùng, các bác có thể tháo được cái nắp này ra luôn, rất tiện dụng luôn nhá. Đó, đóng rồi này, ok luôn. Đó, rồi, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái thùng đạn của Mỹ nhá, thùng đạn Mỹ USA. Đấy, kích thước là 28 x 15 x 18, giá hiện tại video em đang gửi bác là 310.000 một chiếc nhá, 310k một chiếc, bao ship tận nhà luôn. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì cũng rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này luôn, đó là cái con ấm siêu tốc của Hikari nhá. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là ấm siêu tốc của Hikari, giá thì hiện tại bên em vẫn đang rất là bình ổn với bác luôn, 320.000 một chiếc và bao ship tận nhà luôn. Công suất của sản phẩm này thì sẽ là 1.500W nhá. À, dung tích là 2 lít 3, dòng này thì là hàng Nhật xuất nên là sử dụng điện 220, nên là các bạn yên tâm về chất lượng nhé, dùng cực kỳ là ngon lành luôn. Đấy, cái này thì bên em bán khá nhiều về cái dòng sản phẩm ấm siêu tốc của Hikari rồi, nói chung là dùng chất, dùng thích lắm. Đây, đó, phần đế ấm này, phần ấm chính này. Đấy, ấm chính nhá. Đấy, Hikari, và có dòng chữ là Made in Japan có nhá, Made in Japan. Tay cầm này. Đấy, công tắc nhá, công tắc này. Đấy, công tắc. Phần nắp mở này bên trong, toàn bộ để inox 304, hàng hai lớp nhá, bên ngoài nó phủ một cái lớp nhựa nên là khi các bác xài không lo nó bị nóng các thứ ra ngoài, rất ok luôn. Đây, hàng vẫn còn nguyên siêu này. Đấy, hàng vẫn nguyên siêu, hàng mới keng luôn nhá, hàng mới keng luôn, rất ok. Dùng cả một cái con ấm này chắc chắn lắm ạ. Ấm Nhật mà nên là cầm nó chắc lịch, cầm nó nặng trịch luôn. Đấy, không như cái dòng ấm trôi nổi các bác cầm nó nhẹ phỗng như con này. Ấm cầm cực kỳ chắc này. Đấy, phần chân khâu đồng nhá. Đấy, Hikari. Đó, công suất là 1.500W này, dung tích 2 lít 3. Đấy, có tem đầy đủ hết luôn. Đấy, còn đây là phần đế ấm, bo inox vùng quay. Đấy, phần dây nguồn, ngon lành cho bác luôn nhá. Đấy, nhìn khâu đồng vàng chéo luôn này. Đó, rồi ok. Đấy, về các bác để đây, bấm cái nhau này lên, khi nào mà nước sôi tự động nảy, có thế thôi, rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là siêu phẩm ấm siêu tốc của Hikari, với mức giá là 320.000, mình em sẽ bao ship cho các bác tận nhà luôn.
Đấy, dùng điện cho em là điện 220 nhá. Nhớ giúp em là dùng điện 220 nên là các bác yên tâm rồi. Điện Việt Nam, điện phổ thông. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái lô ổ điện Nhật nhá. Đấy, ổ điện Nhật. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái ổ điện U5 nhá, U5. Em báo giá luôn 250.000 một chiếc này. Đấy, hàng chuẩn chính hãng của Nhật, cực kỳ xịn luôn đây. Đấy. Sản phẩm thì khi mà các bác mua thì sẽ sở hữu là một cái bộ ổ như này. Đấy, sẽ gồm có là 1 2 3 4 5 ổ nhá. Chân dẹt, chân tròn, chân 3, chân 4 các bác cắm được hết luôn. Đó. Toàn bộ ổ này thì đều tích hợp công tắc bật tắt nhá. Đấy, các bác dùng là các bác bật lên, không dùng thì mình tắt đi cho nó an toàn. Đấy, tránh tình trạng cháy nổ hoặc là trẻ con thứ nó có chẳng may nó chạm vào nó không bị giật các bác nhá. Đây nó có cả phần chống giật của trẻ con này. Đấy, có phần nắp đậy đầy đủ hết luôn. Đấy. Đèn báo cho từng ổ một luôn nhá. Các bác bật ổ nào thì nó sẽ lên đèn báo ở đấy nhá. Đấy, tắt thì nó sẽ tắt đi. Lúc nào bật thì nó sẽ lên đèn báo nhá. Đấy. À, có đầy đủ luôn. Con này thì hàng của thương hiệu Akira nhá. Akira đây. Akira. Đấy. À, mắc công suất của nó sẽ là 3.500W nhá. Sử dụng là điện 110 đến 220. Đấy, 50-60 hàng này. Made in Japan. Các bạn nhìn rõ không? Đó, Made in Japan. Đấy, dòng ổ điện của Nhật cực kỳ xịn. Dây này của nó sẽ là dây dài 5m nhá. Dây dài 5m nên là các bác cũng là thoải mái luôn các bác. Dòng dạo các bác từ đầu nhà đến cuối nhà luôn. Rất ok. Dây khá là to, mềm, đẹp, chắc chắn. Phần đầu cắm chắc chắn luôn. Rồi, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái ổ điện U5 nhá. Ổ điện U5. Em báo giá bác luôn. Đang gửi bác là 250.000 một chiếc ổ điện U5 nha. Bao ship đến tận nhà bác luôn nhá. U5 250.000 một chiếc. Nói chung là với một cái mức giá 250.000 các bác sở hữu cho em một cái con ổ này thì quá chất lượng luôn. Đấy. Toàn bộ của nó sẽ là chân đồng luôn nhá. Đấy, chân đồng và có tích hợp công tắc, đèn báo, phần chống giật trẻ em, đầy đủ ngon này. Hàng made in Japan nhá. Đấy, không có gì phải chê về cái sản phẩm này rồi. Đấy, quá ok luôn. 250.000 bao ship và việc chốt luôn luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái lô mic hát karaoke. Đấy, của Mỹ đây. Em báo giá luôn 290.000 một cây này. Đấy, và cũng ưu đãi duy nhất trong ngày hôm nay là sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. 290.000 một chiếc, bao ship tận nhà nhá. Một con mic của Mỹ, con này thì của thương hiệu Shure nhá, Shure. Đấy, hàng made in USA này. Đấy, quá xịn luôn. Đây, mở ra bác còm trước này. Bộ sản phẩm thì sẽ gồm có là một dây. Đấy, dây này chắc dài khoảng tầm 5m nhá. Đấy, dây khoảng tầm 5m đây. Made in USA nhá, dây chống gập, chống rối, chống nhiễu. Đó. Đây là phần phần đầu này, có nhìn phần đầu mic của nó này. Đấy. Cái phần khâu đồng, nói chung hàng Mỹ, có yên tâm về chất lượng đi. Thiết kế cực kỳ là sắc nét, rất đẹp luôn. Đấy, cả những cái phần chuôi cắm này của nó thấy nó chất lượng rồi, nhìn nó khác bọt hẳn luôn. Đấy, và nhân vật chính đó là chiếc mic này. Mic thì yên tâm, không hú. Đấy, không hú, không dè mà bắt cực kỳ tốt luôn. Đây các bác mở ra cho. Mở ra thì bên trong đây sẽ có cho bác là một dòng chữ Made in USA được dập ở trên thân của mic này. Đấy. Sợi của nó sẽ là sợi đồng, quá ok luôn. Đấy, đây là phần lọc này. Đấy, lọc mic thì các bác có thể tháo ra, thì mình tháo ra mình vệ sinh cho nó sạch sẽ. Đấy. Logo Shure này. Đấy, cờ Mỹ USA. Đấy, đây các con này thiết kế rất hay, hàng Mỹ thiết kế rất hay. Cái con này là cái phần công tắc bật tắt là nó sẽ ở đây. Đấy, các bác dùng thì các bác xoay vòng nhỉ nhá. Nó không bình thường là các bác cứ hay đẩy, như con này nó là dạng xoay vòng. Nói chung thiết kế người Mỹ đôi khi nó cũng rất là, nước ngoài đôi khi nhiều cái nó rất là dị. Đó. Các bác chỉ việc cắm vào này. Đấy, cắm vào. Sau đó cái phần này các bác cắm âm ly nhà mình là các bác xài thôi, quá ok luôn. Đấy, mua cho một con này về các bác thỏa sức là ca hát sáng tạo ok luôn. Đó. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là mic Mỹ nhá. Đấy, bộ mic Mỹ bao gồm là một dây và một mic. Đấy, với mức giá sẽ là 290.000 và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Mic Mỹ nhá, 290k bao ship. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái sản phẩm ống nhòm này. Đấy, ống nhòm nhá, ống nhòm của Galileo. Đấy, tiếp tục về cái mã ống nhòm của Galileo này. Cái này thì dùng duyên chuyên cho các bác hay đi phượt, đi chơi, đi du lịch. Đấy, các bác thám hiểm, đấy, các bác cần ngắm cảnh vật rồi là nọ nọ kia kia là các bác dùng cái con này các bác ngắm xem. Đấy, con này nói chung là nhìn rõ lắm ạ. Đấy, tầm ngắm nhìn rất là rõ luôn. Đây, bao phủ ra luôn, mới keo nguyên túi như này này. Rất thuận tiện để các bác mang đi chơi du lịch hoặc các bác ở nhà của mình có ngắm cảnh ngắm vật chim cò thì là ok luôn. Đây, con này nó có thể là phần chỉnh tùy khớp theo cái phần mắt của các bác nhá. Đấy, về các bác sau đó các bác cứ nhìn trực tiếp vào đây này. Đấy, nhìn trực tiếp đây và các bác căn chỉnh cái này làm sao cho nó phù hợp với lại cái phần mắt hai bên của mình, làm sao nó đặt khớp đây thì các bác điều chỉnh cái phần gập này
Đấy, cái này cái núm xoay để nó chỉnh cái độ sắc nét nhá, độ sắc nét đó, có thế thôi, rất là dễ dùng, dễ sử dụng các bác luôn nhá. Hàng này của Galileo của Mỹ nhá, cực kỳ xịn sò, 20x50 này, đó 1.000 mét ấy, tương đương khoảng tầm một cây số. Đấy, nói chung là nhìn rõ, nhìn thích cực kỳ luôn. Cái này bên em đang bán khá là nhiều rồi có nhá. Đó, để bác nào ưng cái sản phẩm này thì vào việc liên hệ bên em nhá. Đấy. 270 ngàn nhé, em báo giá luôn 270 ngàn cho một cái chiếc ống nhòm này, nhìn rất là xa luôn, nhìn rõ nhìn xa dùng thích lắm đấy, cho các bác đi chơi đi du lịch đi thám hiểm đi rừng đi rú, các bác ngắm cảnh động vật các thứ ok luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái ống nhòm nhá, ống nhòm Galileo của Mỹ nhá, ống nhòm giá bên em đang gửi bác là 270 ngàn một cây và sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn nhá, 270k bao ship, giá rất tốt luôn. Rồi sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái túi giấy lau giày này. Đấy, chuyên là bác đi giày, đấy đi chơi đi du lịch, đôi khi giày nó hay bị bẩn đấy, thì mà đôi khi các bác lôi đánh cái thứ giặt rũ nó rất mất thời gian này, các bác mua treo cái túi này về. Đấy, nó rất là nhỏ gọn thôi. Đấy, nhỏ gọn. Một túi này thì hình như nó được là 30 tờ nhá, rất nhỏ gọn. Đấy, mang đi mang lại rất là tiện nhá, thì về các bác bóc ha. Cái này kiểu dạng giấy ướt nhưng mà nó là giấy lau giày nhá, chuyên để các bác vệ sinh lau giày này. Đấy, túi khăn rất là to luôn này. Đấy, và ở trong này thì nó chứa những cái chất gọi là như kiểu là dạng tẩy rửa rồi là các thứ hết rồi. Đây, đấy, bên trong có hết luôn này. Đấy, đi về các bác cứ dùng khăn này các bác lau trực tiếp vào giày dép của mình là ok luôn. Đây, chuyên để các bác lau giày nhá. Đấy, giày thể thao, giày da, giày sờ nách các thứ, chất tất cả hầu như tất cả các loại giày luôn. Đấy, dùng rất là tiện nhá. Đấy, em báo giá luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái túi giấy lau giày nhá. Đấy, bên em đang bán lẻ một túi này thì sẽ là đi 20k. Đấy, khi mà các bác ưu đãi tốt, khi mà các bác lấy 3 túi đấy, thì bên em sẽ bình tính với bác giá rất tốt luôn, 50k nhá. 50k cho 3 túi giấy lau giày, còn nếu các bác mua lẻ một túi thì là 20k nhá. Đây, đây em sẽ test bác coi luôn này. Đấy, đây em vẽ vẽ vời các kiểu đây nhá. Đấy, ví dụ như là em muốn tẩy đi thì như thế nào. Đấy, thì em sẽ dùng cái khăn này. Em lau đi nhá. Đấy, em lau đi này. Đấy. Thì khi mà các bác lau thì nó sẽ tạo thành có một cái lớp bọt này. Đấy, lớp bọt này. Đấy. Thì có nhìn này. Rất sạch luôn, ở đây nó có một lớp bọt này. Đấy, còn những cái chất bẩn nó sẽ hút hết vào trong cái khăn này. Đấy, khi mà các bác lau. Đấy, các bác lau giày lau dép xong rất là sạch. Đấy, và các bác chỉ cần lau một lúc thôi, đến lúc nó sẽ tự động nó sẽ khô. Cái này khô khá là nhanh vì cái dung dịch nó dạng kiểu dạng là dạng nó bay hơi nhanh đấy, bay hơi nhanh. Đấy, nên là dùng rất ok nhá. Lên mã thì em sẽ là cái túi giấy lau giày nhá. Một túi này là 20k và ba túi là 50.000. Về các bác lau giày lau dép các thứ rất sạch sẽ luôn, đỡ phải giặt nhá. Đấy, mua một vài túi về thi thoảng mình lau, hoặc lấy ba túi 50.000 về các bác lau. Đấy, đi mọi lúc mọi nơi mình có thể mang đi mang lại được, và nhà mình cũng xài luôn. 50k ba túi nhá, lấy một lẻ một túi là 20.000 túi giấy lau giày. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái hộp này là cái hộp tẩy xoong nồi đa năng rất là hay. Đấy, chuyên thì các bác tẩy xoong tẩy nồi nhá, rất là tiện dụng luôn. Đấy, xoong nồi các bác mà đang bị cặn bẩn cái thứ này thì các bác mua cho em cái lọ này về tẩy cực kỳ sạch luôn. Đấy, các bác kết hợp với lại một cái búi giác sắt, búi giác kim loại, các bác đánh cùng với cái bột này rất sạch luôn. Cái này em đã dùng thực tế ở đây, còn hũ nó đây. Đấy, thì về các bác cứ thế là các bác lấy cái bột này các bác phết trực tiếp vào cái chỗ các bác cần đánh rửa xoong mặt nồi thứ này, bàn bếp các thứ ok luôn. Đấy, các bác dùng thì các bác đánh rửa. Đấy, sau đó các bác kết hợp với lại cái miếng muối rửa bát bằng kim loại, các bác có dùng kết hợp với cái bột này các bác đánh rất sạch luôn. Giá thì bình dân chỉ có 20k một hũ thôi nhá, 20k hũ. Đấy, to 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 chà bá luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp là hộp tẩy xanh tẩy xoong nồi. Đấy. Đang gửi bác giá rất tốt, 20k một hũ thôi, 20.000 một hũ tẩy xanh tẩy xoong nồi, 20.000. Giá quá hạt rẻ bình dân luôn. Ôi, cái kem tẩy xoong nồi đa năng này không biết nó có được tốt như quảng cáo không mọi người, cùng mình thử nhá. Hiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn, thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và chà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước, và đây là kết quả. Ôi, nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy ấy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, 20k một hũ tẩy xoong nồi cũng nhá, tẩy xanh tẩy xoong nồi, 20k một hũ này về rất là dễ dùng và dùng rất là hay luôn. Tiếp theo thì hiện tại em đang gửi bác đó là cái mã đá mài này, đá mài dao nhá, hàng của thương hiệu Katashiwa Made in Japan. Hiện tại em đang có hai mã đá, là một mã là đi 5.000 10.000 nhá, 5.000 10.000, và một mã đá là 8.000 3.000. Đấy, thì
cái này thì thông số của nó càng cao thì cái phần độ mịn này nó càng cao nhá. Đấy thì các bác tùy nhu cầu. Đấy, các bác muốn độ mịn nó thấp thì các bác mua cho em cái mã 83.000 8.000 này này. Còn các bác muốn mà cái độ mịn nó cao thì các bác mua cho em cái mã là 5.000 10.000 nhá. Đấy, toàn bộ hàng thì của Made in Japan, thương hiệu là Katashiwa nhá, Katashiwa. Đấy. Con này thì sẽ có hai mặt nhá, hai mặt thì các bác ví dụ một mặt là các bác mài dùng để mài phá và một mặt là các bác dùng để mài sắc, mài lấy lưỡi nhá, thì các bác dùng hai mặt được cho em. Và đi kèm thì sẽ có cho bác là một cái giòn cao su. Một cái giòn cao su nha. Đấy, các bác cho vào cái phần đáy của nó này. Đấy. Và các bác để ví dụ để trên phần mặt kính, mặt đá hoa vô tư cho em thoải mái luôn. Không là lo nó bị trơn trượt nhá, cái phần mặt cái phần giòn cao su này nó bám dính rất tốt luôn, cái độ bám dính rất là cao. Đấy, các bác để phần mặt kính, mặt đá hoa không lo nó trơn trượt nhá. Các cụ bảo là đòn sắc không bằng chắc kê. Đấy, các bác làm gì làm mình cứ phải chắc chắn trước đã, sau đó các bác làm công việc các thứ nó suôn sẻ được, mài con dao thứ là các bác mài nó không bị xô dịch đá, mài nó mới mượt, nó mới ngon được, nó mới sắc được nhá. Đó, bên em sẽ chia thành hai loại nhá. Cái mã đá là mã đá 5.000 10.000 này thì sẽ là mã đá A nhá, đá A. Đấy, đá A này. Đá A thì tại vì em đang gửi bác giá sẽ là đi 90.000 nhá, 90k một viên này thôi, chỉ có 90.000 mã đá mài A. 90.000 một viên. Còn nếu mà các bác muốn mua cái con 3.000 8.000 nha, 3.000 8.000 thì sẽ mã đá sẽ là đá B nhá, đá B. Mã đá B này thì tại vì em đang có giá là đi 80.000, đấy nó chênh nhau 10.000 một viên. Mã đá B là 80.000 nhá, 80.000 3.000 có nhá, độ mịn sẽ là 80.000 3.000. Đá B sẽ là 80.000 một viên. Còn mã đá A thì sẽ là 90.000 một viên nhá, 90.000 một viên. Thì toàn bộ thì sẽ có đều tặng kèm thêm bác là cái giòn cao su như này. Đấy, cái giòn để cao su để các bác kê nó không bị trơn trượt nhá. Em báo giá là nữa này. Đá A thì đang có giá là 90.000 và đá B đang có giá là 80.000 nhá. Đấy, đá A thì là 5.000 10.000, đá B là 3.000 8.000 nhá. Hàng của thương hiệu Katashiwa Made in Japan. Tiếp theo thì cũng là một cái món đồ nhà bếp này. Đấy, em còn mấy cái chảo này em cũng lên thanh lý xả kho bán này bác luôn. Dòng chảo cực kỳ đẹp luôn. Đấy, chảo rất đẹp và chất lượng nhá. Toàn bộ thì đều phủ một cái lớp chống dính. Con này thì đường kính nó nhỏ một chút thôi. Đường kính của nó rơi vào là đi nó rơi vào là 18 cm nhá, 18 cm. Đấy, 18 cm. Chảo này hôm nay em cũng xả kho, em còn ít em xả kho, còn mấy cái em xả kho nốt luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái con chảo 18 cm nhá, chảo 18 cm này. Chảo 18 cm này thì bữa trước đang bán cho bác là 60.000, hôm nay em về bác mức giá rất dễ mua luôn. 30.000 một cái nhá. 30.000 một cái chảo 18 cm này, chỉ có 30.000 thôi. Giá nó quá bình dân luôn, các bác mua đâu một con chảo này. Hàng này bên em hàng ôm lô, hàng thanh lý nên cái giá nó tốt này thôi. Đấy. Có phần tay cầm đầy đủ luôn. Bên trong bên ngoài đều tráng một lớp chống dính nhá, chống trượt trượt các bác mua về. Ví dụ như là mình có dán quả trứng rồi là nấu những cái món nhỏ nhỏ vào đây cũng rất là tiện dụng luôn. Đấy, khá là sâu nhá, khá là sâu. Để về các bác dán nấu cho thoải mái luôn. Đang giảm giá xả kho có 30.000 thôi. Lên mã duy em sẽ là cái chảo đường kính là 18 cm nhá. Đấy, chảo đường kính là 18 cm với giá sẽ là 30k một cái chảo nha, 30k một cái. Sau đó tí sau thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái mã đó là cái kệ hai dâu. Lên mã nha, em sẽ là cái kệ hai dâu. Cái này thì giá bình dân thôi, chỉ có 10.000 một cái nhá, 10.000 một cái. Đấy, mua này bên em vừa tặng được cái sản phẩm vậy. Giá rất là hạt rẻ rồi. Lên mã nha, em sẽ là cái kệ hai dâu nhá. Đấy, kệ hai dâu. Về các bác dùng để đựng điện thoại, đựng điều khiển tivi rất tiện dụng luôn. 10k một cái nhá, 10k một cái thì đây. Cái này về rất là dễ xài. Đó. Đây em bóc cho bác một cái này. Đấy, về các bác rất là dễ xài luôn nhá. Về các bác ví dụ giá chốt nào vị trí các bác muốn sử dụng các bác lấy theo cái miếng ra này. Dán vào đây. Con này có cái bằng dính cái mặt, các bác dán lên tường. Đấy thì cái khe này các bác dùng để mình để điện thoại ở đây này. Đấy, để điện thoại ở đây. Rồi ví dụ cái phần móc này, ví dụ các bác có chìa khóa đồ các bác móc các bác đeo vào rất tiện dụng luôn. Đấy, ngoài ra nếu các bác không thích dán thì mình có thể là ghim cái đinh vào đây nhá. Ở đây trong hai cái lỗ đinh như này. Đấy, để các bác ghim đinh vào. Đấy, ghim đinh sẽ chắc chắn hơn. Ở đây. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, khi mà các bác dán lên nhá. Đấy, ví dụ mình có thể dùng để sạc điện thoại này, cũng rất là tiện dụng này. Rồi các bác đeo móc chìa khóa các thứ này cũng rất là hay luôn. Đấy, để phần đầu giường, cửa lối ra vào, đấy những cái chỗ vị trí đắc địa. Đấy, mình đôi khi là mình bất tiện mình không có cái đồ để. Đấy, các bác lấy cái này, các bác cho vào cũng rất hay. Đó, tiện dụng cực kỳ luôn nhá, rất hay nhá. Đó. 10.000 một cái nhá, 10k, 10k, 10k một cái kệ hai dâu nhá. Đấy, 10k một cái. Về các bác để vào là xài là ok luôn. Đấy, móc chìa khóa để điện thoại đây. Ở đây có phần khe này, các bác để điện thoại đây là các bác vẫn có thể là cắm được sạc thôi nhá, cắm được sạc luôn. Lên mã em sẽ là cái kệ hai dâu, đang ở bác là 10k một cái kệ hai dâu này nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ vòi xịt vệ sinh. Đấy, bộ vòi xịt vệ sinh Inox 304. Bộ này thì về các bác xài thì quá ok rồi. Đấy.
Cái này thì mấy em bán khá là nhiều. Đấy, các bác mua về thay những con vòi nhựa, vòi truyền thống đi. Đấy, con này thì dùng cực kỳ thích luôn. Đây một cái bộ vòi xịt vệ sinh sẽ gồm có kèm bác là một cái sợi dây đi kèm này. Dây này thì dây chống gập, chống rối nhá. Đấy, dây cũng là dây inox luôn. Tiếp theo là một cái tay xịt này. Đấy, tay xịt inox 304 nhá, Su 304. Đấy. Hàng này thì hàng của thương hiệu Osaka Japan. Đấy, Osaka Japan. Cái phần bóp này nó rất là nhẹ. Đấy, bóp rất là nhẹ, bóp rất là thích luôn. Cái lượng nước ra phụt nó ra rất đều, rất là mạnh nhá. Và bên trong này thì sẽ gồm có các bác là một cái giá đỡ đi kèm luôn này. Đấy, về các bác gắn vào tường và có đi kèm thêm cho bác là cả ốc vít luôn. Rất chu đáo và cẩn thận nhá. Có đi kèm bác là cả ốc vít thì về các bác kết nối lắp vào nguồn nước. Lắp treo cái giá đỡ lên và các bác cài ngay lên, lúc nào dùng thì các bác dùng xong là các bác cài lên, rất là gọn gàng, ok nhá. Đấy, full combo một cái bộ này. Một cái bộ vòi xịt inox 304 nhá, từ inox, từ ốc cho đến đầy đủ dây vòi thứ toàn bộ bằng inox luôn nhá, nên các bác dùng rất là bền. Đấy, đặc biệt là các bác dùng trong môi trường nhà vệ sinh, nhà tắm nữa là nó rất là ướt át ở mướt thì các bác dùng cho em inox này rất là bền. Đấy. 100.000 bộ nhá, 100.000 bộ thôi. Đợt này cũng đang được giảm giá xả kho đấy. Lên mã anh em sẽ cái bộ vòi xịt vệ sinh đang gửi bác là một bộ này là 100k nhá. Một bộ là 100k là chọn bộ luôn. Là về là các bác chỉ việc là lắp vào các bác xài thôi, không cần phải mua thêm gì cả nhá. Vì ở đây nó có cả kèm cả ốc vít rồi. Đấy, kèm cả ốc vít rồi, là kèm cả là dây dẫn xịt, giá đỡ, tay xịt các thứ đầy đủ luôn. Là 100 chọn bộ, như một bộ này là 100.000. Hàng của Osaka Japan. Đấy, Osaka Japan. Chọn bộ là 100.000 một bộ nhá. Đấy, lên mã em sẽ là cái bộ vòi xịt 100k một bộ nhá. Đó, giá rất hạt rẻ bình dân. Ổ điện U1 này, ổ điện U1 nhá. Ổ này thì giá bình dân thôi. 50.000 một cái ổ này, rất là hay. Đấy, các bác mua về sử dụng mình vừa có đây. Ở đây em sẽ giới thiệu chi tiết luôn này. Nó sẽ có những cái ổ cắm để các bác cắm điện trực tiếp 220 này. Đấy. Rồi là một cái bóng đèn ngủ này và có kèm luôn các bác là hai cái cổng USB. Ví dụ là các bác có thể là cắm đầu giường. Mình vừa làm một cái ổ cắm để các bác cắm thiết bị điện này, có hai cái cổng để các bác ví dụ là cắm sạc điện thoại này, rồi là có một cái đèn ngủ để các bác làm cái đèn ngủ luôn, rất hay. Đấy, cấp trực tiếp vào nguồn 220 cho em là các bác xài nha. Đây, cắm cho bác coi thử này. Đấy, các bác cắm trực tiếp điện 220. Đó, các bác bật là nó sẽ lên cái đèn nha. Đó, một cái ánh sáng nó vừa đủ để các bác làm một cái đèn ngủ rất là hợp lý luôn. Đấy, đây là cái công tắc này. Công tắc này là cái công tắc nguồn của cái ấy này các bác nhá, cái công tắc nguồn của cái bảng này, đấy, của cái bảng mạch này, rất là hay luôn. Đó, có cả cái công tắc nguồn luôn, lúc nào mà các bác ở đây nó có cả công tắc riêng luôn, lúc nào mà các bác dùng đèn ngủ các bác bật lên, không dùng thì mình có thể tắt đi. Và đây là cái công tắc nguồn của cái bảng mạch này. Đấy, nếu mà các bác dùng thì các bác bật lên, không dùng thì mình tắt đi. Nhiều khi ví dụ là trẻ con thì biết rồi, nó có cái công tắc này rất an toàn luôn. Và đây là hai cái cổng USB nhá. Thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái ổ này sẽ là cái ổ điện U1 nhá. Ổ mã sẽ là ổ điện U1. Ổ điện U1 này thì hiện tại bên em đang gửi bác giá rất là bình dân, chỉ có 50.000 thôi, 50k nhá. Mã sẽ là mã ổ điện U1 nhá. Đấy, mã ổ điện U1 là 50k, nó còn có kèm cả cái bóng đèn ngủ rất tiện dụng luôn. 50k một cái ổ điện U1 nha. Ngoài ra thì đây. Bên em có bán kèm thêm cho bác đó là cái dây sạc cam 3 đầu. Đấy thì về các bác có thể cắm vô đây này. Đấy, để các bác sử dụng các bác sạc cho điện thoại này. Đấy, cái dây sạc này rất hay. Đó. Toàn bộ thiết kế phần vỏ ngoài là được bọc silicon, chống gập chống gãy nhá. Các bác cứ vò gập cho em thoải mái, không lo nó bị gãy đâu. Siêu bền luôn, riêng cái dòng này thì siêu bền. Đấy, các bác nhìn cái phần bo này, nó bo kim loại luôn nhá, rất chắc chắn luôn. Đấy, kể cả phần đầu nó này. Đó. Về các bác có cổng USB, các bác cắm trực tiếp cái cổng USB là các bác xài. Con này nó còn có cả đèn báo luôn nhá. Đây có cả đèn báo luôn này. Đấy. Cái này thì các bác sạc thì con này sạc thì các bác sạc đa năng hầu như tất cả các loại máy hiện tại bây giờ. Đấy, cho chân Samsung chân iPhone này, đấy chân iPhone, rồi là chân Samsung đời cũ này. Đấy, rồi là chân Samsung đời mới, chân Type-C nhá. Chân này là chân micro USB này và chân này là chân Lightning này. Đấy, cắm iPhone này, cắm Samsung, cắm Oppo, cắm Lenovo, rồi là tất cả các loại máy trên thị trường bây giờ luôn. Đấy, rất tiện dụng. Cái dây sạc này hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là đi 40.000 một dây nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái dây sạc cam 3 đầu. Đấy, dây sạc cam 3 đầu này. Sạc cam 3 đầu. Đó. Đang gửi bác một cái dây sạc cam 3 đầu này với giá sẽ là 40.000. Đấy, 40.000 một cái dây sạc cam 3 đầu nha. Đấy. 40.000 một dây. Còn cái ổ điện U1 này thì đang bán là 50.000. Đó, về các bác sử dụng rất tiện dụng luôn. Dòng này các bác yên tâm là dùng cực kỳ nồi đồng cua đá luôn. Dây nó rất là chắc chắn. Đấy, cái này thì em bán siêu nhiều rồi. Đấy, năm vừa qua mới bán chắc về đến vài trăm nghìn cái dây luôn, dã man luôn các bác nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con máy rửa xe chạy pin này. Lâu lâu không quay chắc là các bác quên nhá. Giá thì bên em vẫn đang bình ổn đấy bác, mà giá thì rất hạt rẻ luôn.
chỉ có 270.000 cho một cái con máy rửa xe chạy pin này thôi. Đấy, 270.000 một con nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái con máy rửa xe nhá. Đấy, máy rửa xe con này nó xài pin nhá. Máy rửa xe xài pin. Đấy, máy rửa xe này xài pin. À, 270.000 và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn nhá. 270.000 một con máy rửa xe chạy pin nha, bao ship tận nhà luôn. Đó. À, bộ sản phẩm thì đầy đủ các phụ kiện đi kèm. Đấy, có dây dây dẫn này. Đấy, rồi là ở đây thì sẽ có là phần đầu nối thứ này. Đấy, rồi là lõi lọc nước nhá. Đầy đủ luôn, rồi là hai cái béc phun. Con này thì có hai béc phun, một béc phun cho chế độ là rửa xe. Đấy, và rửa xe rửa sân. Và một cái béc phun để các bác có thể dùng để tưới cây. Đấy, tưới cây các thứ là rất tiện dụng nhá. Đấy, đầu cút nối đầy đủ luôn. À, một cái bình xịt tạo bọt tạo tuyết này. Đấy, về các bác ví dụ các bác chế cho em tí nước rửa bát các thứ này, nước xà phòng vào đây. Đấy, thì các bác xịt ra nó ra tạo bọt tuyết rất ok luôn. Đấy. Ở trong này thì sẽ có là một thân máy này. Đấy, một thân máy nhá. Đấy, thân máy này rất ok. Đấy, thân máy đây là phần công tắc bấm này. Đấy, công tắc bấm nhá. À, một cái đốc pin, một cái đốc pin. Đấy, một cái đốc pin này rất ok luôn, một cái đốc pin. Đấy, về các bác gắn đốc pin vào đây. Sau đó các bác bật máy để các bác xài. Và đi kèm cho bác là một cái cục sạc luôn nhá. Một cái cục sạc thì con này nó sử dụng cái chân pin, sao cái chân pin Makita, chân pin phổ thông. Đấy, về nếu mà các bác có pin sẵn luôn thì các bác có thể là lắp luôn vào các bác xài. Đấy thì và khi mà hết pin thì các bác lại cắm vô đây. Đấy, cắm sạc vô đây, sau đó các bác cắm trực tiếp cái cục nguồn này vào nguồn 220 là các bác cắm sạc cho cái cục sạc này rồi. Đấy, rất tiện dụng. Đây em sẽ lắp vào bật máy test bác coi nhá. Đó, đây, đó lên này, có nhìn này, đấy vẫn còn nước này, đấy hàng test vẫn còn nguyên nước này, đó nguyên nước luôn nhá, đấy rất ok luôn, đó cực kỳ là ngon lành ngày nào luôn nhá, rất tiện dụng luôn, đó máy nó chạy rất êm nhưng mà cái lực phun nó rất là khỏe nhá, cái lực phun nó rất là khỏe luôn, đấy lực phun nó rất là khỏe, cái đầu này sẽ là đầu ra, còn đầu này là đầu hút nước vào này, đấy, đầu hút nước vào, còn đây là sẽ là đầu ra nhá, đầu ra, đấy về các bác lắp đặt vào là các bác xài thôi. Rất ok, rất tiện dụng luôn. Cái này thì không cần phải dây dạ gì đằng nhà. Đấy, mình rửa xe này, rửa sân này, rồi là phun tưới cây cũng rất là ok luôn. Đấy, mà giá nó bình dân, nó chỉ có 270.000 một cái thôi. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái con máy rửa xe chạy pin nhá, 270k và ưu đãi cực sốc là bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, đầy đủ phụ kiện này, pin này, thân máy này, rồi là dây là nguồn này, phụ kiện lắp đặt đi kèm này. Đấy, bình bọt tuyết này, rồi là còn có cả củ sạc đi kèm luôn. Đấy, chọn bộ này là 270.000 một bộ nhá. Đấy, nguyên hộp nha. Đấy, chọn bộ cả một cái con máy rửa xe chạy pin này là 270.000 một cái nhá. Cái sản phẩm kiềng chắn gió bếp ga thì bên em tiếp tục hàng về này. Đấy, cái này thì cũng giá bình dân thôi, 30.000 cho một cái chiếc kiềng chắn gió bếp ga này. Lên mã cho em sẽ là cái kiềng chắn gió nhá, kiềng chắn gió bếp ga 30k nhá, 30k cho một cái chiếc kiềng chắn gió bếp ga này. Cái con này công dụng của nó rất là hay. Về thì các bác cứ chụp trực tiếp vào trong cái bếp ga nhà mình. Đấy. Và cái con này là nó khi mà các bác chụp vào thì ví dụ như là nhà các bác có quạt gió đấy rồi thì nó không bị thổi, nó không bị lùa ga ra các hướng, nó không bị tỏa ga ra. Và khi mà các bác chụp vào ấy, thì các bác để nồi đây thì nó sẽ áp sát vào cái phần mặt của cái bếp ga. Đấy thì cái phần nhiệt nó sẽ hấp thụ là trọn vẹn luôn, nó không bị lòe ra ngoài nhá, không bị lòe ra ngoài thì các bác đun thứ nhất là vừa đỡ tốn ga này, vừa nhanh này. Đấy, vừa đun vừa đỡ con ga vừa nhanh. Đấy, rồi là rất là sạch sẽ ok luôn. Đấy, cái phần muội miếc các thứ là toàn bộ là khi mà nó không có cái phần dao thoa giữa phần đáy xong với phần lửa là nó ít thì cái phần muội thứ là nó sẽ giảm đi nhá, giảm đi rất là nhiều luôn. Đó. Công dụng rất là tốt luôn. Nói chung là các bác nên mua cái sản phẩm này về các bác sử dụng lắp vào bếp ga này mình các bác xài. 30.000 một cái nhá, 30.000 một cái. Đó, rất ok luôn. Đây cái phần chân kiềng này thiết kế dạng răng cưa này. Đấy, thiết kế cái dạng răng cưa. Đây là các bác sử dụng, các bác xài rất ok luôn. 30k một cái nhá. Lên mã thì em sẽ là cái kiềng chắn gió bếp ga nhá. Kiềng chắn gió bếp ga 30k một cái nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ rổ hai lớp nhá. Đấy, bộ rổ hai lớp. Bộ rổ hai lớp hàng của Việt Nhật nhá. Một cái bộ rổ hai lớp này thì sẽ gồm có cho bác là 6 cái mã này, 6 sản phẩm này thì sẽ gồm có là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này.
tổng thì sẽ còn có 6 sản phẩm. Thì đây em sẽ mở ra bác coi. Các bác có thể dùng là đi theo bộ và các bác có thể dùng lẻ. Đấy, bình thường ví dụ các bác hay rửa rau rửa cỏ ra, các bác bỏ ra thì ví dụ nó hay róc nước. Róc nước thì các bác dùng làm gì? Đấy, các bác sẽ lấy cho một cái chậu đi kèm này, các bác đút nó vào. Đó thì cái phần nước nước thừa nó sẽ róc hết xuống phần dưới này. Đấy để các bác sử dụng nhá. Đó thì cái phần nước nó sẽ không bị văng vãi linh tinh nhá, rất sạch sẽ luôn. Còn nếu mà các bác muốn tách ra thì các bác sẽ tách ra thì sẽ thành được là một chiếc chậu và một chiếc rổ này. Đấy thì một sẽ thành ra hai luôn. Còn nếu các bác muốn chung thì các bác cho vào nhau thì sẽ chung thành một bộ. Còn nếu các bác không thì các bác tách ra đấy sẽ thành được một chiếc chậu này, một chiếc rổ này. Đấy thì đây nó sẽ gồm có cho bác là 6 sản phẩm luôn. Đấy 6 sản phẩm này. Đây này một này, bộ 1 này. Đấy 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. Đấy. Hàng này thì hàng của Việt Nhật nhá. Đấy bộ rổ 2 lớp vuông nhá. Đấy kích thước nó có đầy đủ hết luôn. Hàng Việt Nhật thì các bác yên tâm về chất lượng rồi. Đấy con này thì nó là thành phần nhựa PP. Nhựa PP thì siêu bền và siêu yên tâm cho sức khỏe và người sử dụng nhá, rất ok luôn. Đấy, lên mã em sẽ cái bộ rổ vuông. Đấy bộ rổ vuông 6 món 2 lớp nha. Đấy bộ rổ vuông 2 lớp. Đấy bộ rổ 2 lớp nhá. Cứ lên mã em sẽ cái bộ rổ 2 lớp 6 món nha. Giá thì đang rất là hạt rẻ luôn. Đấy hôm nay em sẽ giảm luôn cái mã này luôn nhá. Bữa trước đang bán bác là 100k. Đấy 100k hôm nay em giảm luôn bác, giá chỉ còn có là đi 80.000 thôi. 80.000. Đấy các bác sở hữu cho em một cái bộ rổ đẹp như này, chất lượng như này và nhiều món nha. Đấy một bộ rổ 2 lớp vuông 6 món luôn nhau nhá. 6 món luôn, vừa có rổ vừa có chậu để về các bác xài luôn. Đấy mà hàng của Việt Nhật luôn nhá, hàng Việt Nhật luôn. 80.000 một bộ luôn nhá. Giày rất chắc chắn, cực kỳ đẹp luôn. Đó, 80.000 một bộ. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái lên mã thì em sẽ là cái bộ chổi hot rác này. Đấy bộ chổi kèm với cả hot rác luôn nhá. Đấy chổi kèm hot rác, cái này bộ này em bán cũng rất là nhiều mà dùng rất là tiện luôn. Bộ này thì tại vì em đang gửi bác giá sẽ là đi 200.000. Hôm nay em về bác mức giá rất dễ mua luôn. 160.000 một bộ nhá. 160.000 một bộ này. Bộ chổi kèm với hot rác nhá. 160.000 một bộ đây. Mà lắp cho bác một bộ này. Đấy thì một bộ sản phẩm thì về các bác khi mà bên em gửi đi nó sẽ tháo rời ra. Thì về các bác sử dụng thì các bác sẽ lắp đặt nó vào. Sau đó các bác xài luôn. Đây. Nó có cái phần đầu chổi này. Đầu chổi dạng đầu cước nhá, các bác quét ở tất cả các mọi địa hình luôn. Đấy đây, dạng đầu cước các bác quét ở môi trường ở mướt, môi trường nước nôi thoải mái, môi trường khô ráo thoải mái luôn nhá. Và cái phần hay của nó đây nó dạng cước này. Đấy, thì cái phần bụi bẩn các thứ nó không bị bết vào đây nhá. Các bác sử dụng rất là sạch. Mà mình ví dụ mỗi lần mình dùng xong mà ví dụ bẩn quá thì mình có thể mang đi ra nước nôi các bác thứ giặt giũ cho em thoải mái luôn. Đó. Đây là cái phần gầu hót rác này. Đấy, phần gầu hót rác nhá. Đấy thì về các bác sử dụng và các bác mở cho em này lên. Đấy, sau đó các bác lắp đặt nó vào. Gửi kèm bác thì sẽ gồm có những cái thanh nối thứ nha. Đấy thanh nối này về các bác nối nó vào với nhau nhá. Đấy thanh nối bằng inox luôn, rất chắc chắn. Đó. Về các bác nối xem vào với nhau. Đó đây, cả cái phần này thế này. Đó các bác nối với nhau, sau đó một cái thì các bác nối vào với lại cái phần chổi. Đầu chổi, còn một cái thì các bác nối vào với lại cái phần hot rác, có thế là xong, rất là dễ dàng lắp đặt và rất là dễ dàng sử dụng luôn. Đấy cái phần còn lại đây, cái thanh còn lại đây, các bác nối luôn vào đây cho em. Đó các bác nối vào đây cho em nhé. Đó các bác nối vào đây. Đó thì các bác nối vào nó sẽ như này. Đây khi mà các bác sử dụng các bác lắp đặt nó sẽ này, sẽ gồm có là một chiếc hot jack đi kèm cho bác là một chiếc chổi này. Cái này rất hay, thì bình thường là các bác dùng chổi các bác quét rồi, hot jack là các bác dùng thì các bác hot jack rồi. Đấy thì các bác dùng những cái phương án cơ bản như thế, và ví dụ mình có dính tóc các thứ vào đây, các bác cho là các bác tuốt này. Đấy cho là các bác tuốt xem. Đấy và ví dụ dính bẩn thì các bác cho là các bác tuốt thì nó sẽ bẩn thứ nào nó sẽ rơi xuống nhá. Nó sẽ rơi xuống. Đấy rơi vào trong cái gầu hết luôn. Và lúc nào mà xài xong thì các bác cho vào đây. Đấy cho đây các bác ghép lại xem. Các bác cho về nhá, các bác ghép lại vào này. Đấy thì nó sẽ thành một bộ nha. Đó, thấy không? Ghép vào. Rồi các bác cứ cầm này, các bác xách mang đi mang lại rất tiện dụng luôn này. Đấy, các bác xách mang đi khắp nhà luôn. Các bác để ở đấy cũng được. Hoặc các bác nếu mà nhiều khi các bác cần thì đây, có thể là các bác dùng chân hoặc các bác dùng tay các bác gạt này cho. Đấy, nó rất là gọn nhá. Đây thì gạt lên nó rất là gọn luôn. Đó, rất tiện dụng luôn nhá. Đây. Đó thì nó sẽ thành một bộ này, các bác để nó đứng lên nha. Đấy, ví dụ để vào những cái phần khe cửa thứ giờ rất tiện dụng, lúc nào dùng các bác cầm các bác xách tất này đi, đỡ phải đi tìm nhá. Nhiều khi các bác dọn xong, mình dọn xong rồi chổi thì đang cầm tay để quét rồi, đến lúc dọn xong
lại không thấy hot rác đâu, rất là bực mình. Đấy thì cái này thì nó sẽ đi kèm là lúc nào cái chỗ này với cái hot rác này là lúc nào là nó cũng sẽ đi kèm với nhau luôn. Nên là ký ví dụ như là mỗi lần các bác dọn xong là các bác cứ lấy này, các bác quét xong là mình muốn quét dọn là các bác lấy cái bộ này các bác quét xong, đấy là nó sẽ đi liền với nhau luôn. Vừa chỗ hot rác nó sẽ đi kèm với nhau luôn, rất tiện dụng nhá. Thì một cái bộ này hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là đi 160.000 bộ. Đấy, và khi nào mà dùng xong thì mình có thể gặp lên nha. Đấy, gặp nha. Đấy, thành một bộ rất ngon lành luôn. Đấy, nó liên kết với nhau rất hay. Đó, là 160.000 bộ này nhá. 160.000 một bộ chổi kèm với hot rác. Đó. Các bác mua một bộ mà được hai luôn. Đấy, mua một bộ được hai luôn, vừa có cả chổi vừa có hot rác luôn, chỉ có 160.000 thôi. Thì đó là cái dòng đèn 8 cánh nhá, đèn 8 cánh. Đèn 8 cánh hiện tại đang có giá sẽ là 190.000 nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là đèn 8 cánh, đèn 8 cánh. Con này thì là 190.000, con này thì công suất của nó thì vào là 200W cơ. Đấy, 200W nên là rất là sáng luôn. Cái này phù hợp cho các bác dạng nhà xưởng này. Đấy rồi là các bác hay làm ví dụ như là nhà có công việc sửa xe, sửa cộ này, rồi là ví dụ như là mình hay làm nghề làm nghiệp các thứ, cần một cái ánh sáng nó ánh sáng rộng mà ánh sáng nó chi tiết. Đấy thì các bác mua trong quả này về. Quả này thì cực kỳ sáng luôn, 200W cơ mà các bác ơi, 200W cơ. Con này thì cũng là đuôi xoáy luôn, sử dụng điện cho em là điện 220 nhá. Và công suất của nó sẽ là 200W. Đấy. Và cái ánh sáng mà các bác đang coi ở trên video thì em cũng đang dùng cái con đèn này để em chiếu, em quay cho bác cũng dùng cái ánh sáng luôn đây. Toàn bộ là cái dàn em đây này. Đấy, toàn bộ đang đây này. Con này đang đây đang dùng này, con này nó rơi mấy lần nhưng mà vẫn còn rất là bền nhá, cực kỳ bền luôn. Đấy, dã man lên một cái dàn em này. Toàn bộ là đang dùng cái con đèn là hết các bác nhá. Đang dùng con đèn 8 cánh này. Đấy, đang dùng con đèn 8 cánh này. Nên là có yên tâm là ánh sáng nó rất là sáng luôn. Đấy, nó rất là sáng. Thoải mái các bác xài luôn. Nếu mà dùng cái con 8 cánh thì siêu sáng luôn. Đấy. Thì các bác cứ tham khảo nhá. Đấy, tham khảo mã nào thì lấy mã cứ báo nha. Đấy. 8 cánh công suất 200W nhá. Giá của nó sẽ là vào 190.000 một quả nhá, 190.000 một quả. Cũng dòng là dòng LED, dòng chip LED siêu sáng và rất là tiết kiệm điện nhá. Đấy. 200.000 cho một 190.000 cho một quả đèn 8 cánh nha, 200W này. Đó, ngoài ra thì sẽ có đuôi đèn đi kèm. Nếu mà các bác muốn mua thêm thì đây. Hiện tại em đang có những cái dạng đuôi ví dụ như là đuôi cảm biến, đuôi lò xo. Đuôi cảm biến, đuôi lò xo này cái này thì em quay nhiều rồi. Đấy, đuôi cảm biến này thì về các bác lắp đặt rất là dễ. Đấy, lắp ở cổng cửa ra vào này, đường đi lối lại, cầu thang thứ này. Con này nó có chế độ cảm biến khi mà người hoặc là có chuyển động qua cái mắt cảm biến này tự động đèn nó sáng lên, còn không là tự động đèn nó sẽ tắt đi nhá. Vừa tiết kiệm điện này, hoặc là các bác lắp ở đầu cổng các thứ này. Đấy, mình làm cái đèn chống trộm cũng rất là hay. Rồi là mình lắp ở đường đi lối lại này, không cần phải bật công tắc nhá. Các bác chỉ việc đi gần đến cái cảm biến này là tự động là đèn nó sẽ sáng lên. Và khi mà không có chuyển động thì đèn nó tự động nó sẽ tắt đi nhá. Cái này nó là cái đuôi đèn cảm biến. Đuôi đèn cảm biến này hiện tại em đang gửi bác giá rất là mềm luôn. Chỉ có là đi 50.000 thôi, 50k nhá. Lên mã cho em sẽ là cái đuôi đèn cảm biến. Đó, giá đang gửi bác là 50k một cái đuôi đèn cảm biến nha. Ngoài ra thì bên em có cái mã đó là cái đuôi đèn lò xo. Đấy, cái đuôi lò xo này thì em vừa cắm test cho bác coi kết quả đèn vừa nãy rồi. Đấy, cái này thì rất là dễ. Về các bác kết nối với lại bóng nha. Đấy, xoáy vào đây. Sau đó các bác cắm trực tiếp vào nguồn. Đó, sẽ sáng lên. Thì ở đây nó sẽ tích hợp một cái công tắc nhá. Lúc nào mà các bác dùng thì các bác tắt đi, không dùng dùng thì các bác bật lên, không dùng thì mình tắt đi nhá. Đấy, dùng thì bật lên, không dùng tắt đi có thế thôi. Rất ok vì ở đây nó có tích hợp công tắc này. Ở đây nó có cái phần lò xo, các bác có thể bẻ các hướng các kiểu này. Đấy, bẻ các hướng các kiểu luôn, rất là hay. Đó, nó có cái phần lò xo thì em hay gọi cái này là nó là cái đuôi đèn lò xo nhá các nhá. Đuôi đèn lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo thì hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là đi 30k một cái nhá. 30k một cái, nó có thể bẻ các hướng các kiểu, rồi là có phần công tắc ở đây rất tiện dụng luôn. Cắm trực tiếp vào nguồn 220 là sai. Cái con này thì nó thực ra các bác dùng làm một cái đuôi đèn để các bác di chuyển di động mang đi mọi chỗ mọi nơi rất là tiện luôn nhá. Đó. Lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi đèn lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo này. Đuôi đèn lò xo này nó có giá là 30.000 thôi. 30k một cái đuôi đèn lò xo này, giá rất bình dân, hàng rẻ luôn. Tiếp theo thì năm nay là năm con rồng. Đó thì em về một số cái mã hàng liên quan đến cái con rồng này. Đó thì đây, lần này về một ít cái mã hàng đó là cái móc khóa hình con rồng nhá, cái móc khóa hình con rồng. Để về các bác móc vào chìa khóa này, móc vào đồ các thứ nhà mình rất là hay luôn. Đấy, biểu tượng hình con rồng này, cho một năm gọi là rực rỡ như rồng luôn nhá. Đấy, bay hướng đang hướng bay lên trời này, cực kỳ ok luôn. Đấy, con này sẽ có móc miếc các thứ này. Rồi là móc khuy, móc đeo đồ đeo chìa khóa này rất đẹp luôn nhá. Rồng mạ vàng cực kỳ đẹp luôn. Đó. Cái móc khóa rồng này thì hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là 25.000 một cái nhá. 25.000 cho một cái móc khóa rồng nha. Chỉ có 25.000 thôi. Đấy, mua về.
các bác mua về làm quà biếu tặng, mua về sưu tầm, mua về mình để mình dùng cũng ok luôn nhá. Đấy, móc khóa rồng 25k nhá, rất đẹp luôn. Đó đây, mạ vàng cực kỳ ok luôn này. Đấy, có phần móc đồ, móc đeo chiều các thứ, đeo chìa khóa thứ, móc vào đồ các thứ là ok luôn. 25.000 một cái nhá, 25.000 một cái móc khóa rồng nha các bác nhá, 25.000 một cái. Đấy là cái móc khóa hình con rồng cho biểu tượng năm nay. Rồi tiếp theo thì đây, đợt này có về thêm cho bác đó là cái mẫu này rất là mới này, đó là cái miếng dán con mèo vàng. Đấy, mình ra con mèo vàng, cái miếng dán này thì đem lại tài lộc này, đấy, cho gia chủ này, rất là ok luôn nhá. Thì cái miếng dán mèo vàng thần tài này thì giá sẽ là 5k một miếng nhá, 5k một miếng. Đấy, đi về các bác lấy ra, sau đó các bác bóc cho em. Đấy, bóc ra cho em. Các bác bóc ra sau đó là các bác dán trực tiếp, ví dụ như là dán vào đồ, đấy, hoặc là các bác dán vào điện thoại này. Đấy. Bóc cái mặt này ra. Đấy, ở đây nó có một lớp giấy bóng này. Đấy, các bác bóc ra này. Đấy, dán trực tiếp vào ví dụ như đây. Thì em đang dán với con điện thoại em này. Đấy, cái điện thoại em đang xài này. Đấy, dán trực tiếp vào cái điện thoại này các bác xài nhá. Đấy, con này thì giúp gia chủ ăn nên làm ra này. Đấy, rồi là tiền vào như nước này. Đấy, rất ok luôn nhá. Đấy là cái con mèo vàng thần tài nhá, con mèo vàng thần tài. Đấy, về các bác dán vào. Cái này thì chỉ có 5.000 thôi các nhá. 5.000 một cái con 5.000 một cái con mèo vàng thần tài này. Các bác mua về cũng có thể là làm quà biếu tặng cũng ok luôn. Đấy, tặng bạn bè người thân trong cái dịp đầu năm mới này. Rồi là mình mua về mình xài, mình sử dụng, mình dán vào điện thoại. Đấy, vừa đẹp điện thoại này, vừa mang lại may mắn, rồi là sung túc giàu sang cho chủ nhân của cái con mèo này có nhá. Đấy, rất ok luôn, mèo vàng thần tài nhá, cái miếng dán mèo vàng thần tài đó thì đây, dán trực tiếp vào điện thoại hoặc là các bác dán vào đồ đạc nhà mình ok. Đó, 5k một một miếng nhá, 5k một miếng mèo dán thần tài này. Đấy, 5k một miếng nhá, coi nhá, 5k một miếng, rất giá rất bình dân luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái dòng chiếu điều hòa này. Rất nhiều bác hỏi cái mã chiếu điều hòa này thì bữa trước đang bán hết hàng ạ. Đấy, đi đây. Vì bữa trước đang bán nó là vào mùa đông ạ, nên đâm ra nó bị hết hàng. Thì đây, đợt này nó về thêm cho bác nhá. Đấy, dòng chiếu điều hòa, đấy, chiếu mây nhá, dạng sợi mây nằm cực kỳ mát luôn. Đấy, nằm rất là mát nhá và rất là sạch sẽ các bạn. Nằm rất là mát và rất là sạch sẽ nhá. Đó đây, toàn bộ đàn sợi mây rất là tỉ mỉ này. Có phần bo khâu viền ngon lành luôn nhá. Đấy, bo khâu viền để không bị xòe ra. Đấy. Đây có cả cái mặt dưới hoa lá cành các thứ này. Rồi là cái phần góc này nó có những cái sợi chun này để về các bác cạp vào cái phần góc giường rồi những cái phần chỗ đệm một thứ là nó không bị xô dịch cái chiếu nhá, xô dịch cái chiếu. Đó. Đợt này thì giá nó bình dân thôi. Đấy, hiện tại bên em đã có hai mã nhá, hai mã chiếu điều hòa. Thì một mã là 1m6 và một mã là 1m8 và hiện tại bên em đang gửi bác giá thì rất là bình dân luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái chiếu điều hòa. Đấy, chiếu điều hòa, chiếu mây nhá, chiếu điều hòa, chiếu sợi mây nằm siêu mát luôn và đặc biệt bắt đầu đang vào mùa nóng rồi. Đấy, các bác mua về thay những cái chiếu cũ đi. Đấy, nằm bắt đầu đang vào mùa nóng rồi, các bác nằm cho nó mát lưng, dễ ngủ nhá. Đó. Chiếu điều hòa kích cỡ sẽ có là 1m6 x 2 nhá và 1m8 x 2. Và tại em đang bán đồng giá luôn, giá rất tốt và dễ mua, 160.000 cho một chiếc chiếu điều hòa nhá. Đấy, chỉ có 160.000 thôi, giá cực kỳ là bình dân luôn nhá. 160.000 một chiếc chiếu điều hòa. Kích cỡ sẽ là 1m6 x 2 và 1m8 x 2. Đấy, đi về các bác xem cái giường nhà mình xem kích cỡ nó bao nhiêu thì các bác cứ báo nha em nhé. Đấy, xem giường bao nhiêu kích cỡ nha bác, bao nhiêu thì cứ báo nha em. Đấy, lấy mã nào, lấy chiều dài như thế nào thì cứ báo nha em, thì em sẽ nhặt cho bác mã đấy nhá. 1m6 và 1m8 bán đồng giá là 160.000 một chiếc chiếu điều hòa, chiếu mây, nằm mát lắm, nằm mát mà nằm cực kỳ thích lắm, mà nằm nó bền. Cái này nhà em xài khoảng tầm 4-5 năm nay, nằm rất bền luôn các nhá, nằm rất bền luôn, nằm bền lắm, nó không bị xô chiếu. Những cái dòng chiếu cói là các bác nằm nó hay bị xô, rồi là nằm nó cảm giác nó đau người vì nó hay bị lằn. Như con này này, cái dòng chiếu này nó rất là phẳng, đấy, nó rất là phẳng mà nằm rất là mát, nằm rất là êm nhá, nằm thích lắm, nói chung nằm thích cực kỳ luôn. Đó, 1m6 x 2 m8 x 2, bán đồng giá là 160.000 một cái nhá, 160.000 một cái chiếu điều hòa. Đấy thì đã có chiếu rồi thì sẽ có luôn cho bác cả gối luôn nhá. Có cả gối luôn thì bên em hiện tại đang phân phối cái dòng gối công thái học này. Gối nằm cực kỳ êm luôn. Đấy, dòng gối công thái học nhá, thiết kế dạng thông công thái học nằm rất êm. Đấy, đặc biệt cho bác nào mà hiện tại đang ngủ ngáy này, ngủ ngáy to này, rồi là bác đang đau cổ vai gáy, đau đốt sống cổ thì các bác mua cho em cái dòng gối này về. Đấy, nó thiết kế là dạng là lõm ở giữa này. Đấy, thì khi mà các bác nằm thì cái phần gáy của bác nó sẽ không bị bập bềnh, nó sẽ khớp với lại cái phần khu vực phần đầu này. Đấy, rồi là phần ấy nó sẽ lõm xuống để nó
theo cái dạng gối sẽ là kiểu dạng công thế học nhé, nó không bị ảnh hưởng cho đốt sống cổ này đấy, rồi là các bác ngủ không ngon, ngủ không sâu giấc thì các bác mua cho một con này về nằm cực kỳ, gối cực kỳ êm luôn và rất là sướng đấy. Nó thiết kế dạng lõm ở giữa nhá, thì các bác nằm rất là thích luôn, nó nằm rất thích. Mà cái gối này nó rất là to này, các bác có thể lăn bên trái hay lăn bên phải nhưng mà không bao giờ hết gối luôn. Cái chiều dài gối của nó rơi vào khoảng tầm hơn 60 cm cơ, rất to luôn. Thực tế khi các bác nằm hai người một gối thoải mái luôn, nhưng mà theo khuyến cáo nhà xuất thì các bác nên sử dụng là mỗi người một gối nhá, đấy để nằm cho nó phát huy hết cái tác dụng công dụng của cái sản phẩm này. Đó, đó là cái chất gối công thế học nhá, chất gối công thế học. Đó đây các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là gối công thế học nhá. Đấy, gối công thế học này. Gối công thế học này hiện tại em đang sẽ có giá là 120 ngàn nhá, 120k cho một chiếc gối công thế học này, nằm rất thích luôn. Đấy, nằm rất êm, rất thích. Các bác nhìn cái độ nhún của nó này. Các bác cứ ấn cho em thoải mái. Đấy, nó về bình thường luôn. Ấn thoải mái là về bình thường. Cái phần bông của nó bên trong rất là hay. Đấy, nó đàn hồi rất tốt luôn nhá. Đàn hồi rất tốt, các bác cứ gối thoải mái mà nó vẫn trở về trạng thái ban đầu luôn, nó không bị lõm gối ở nhà đâu. Đấy, nằm rất là hay. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Chỉ vì chiếc gối công thái học này mà ngày hôm qua ngay trong phiên live Phạm Thoại đã ngủ quên lối về luôn. Mọi người nhìn nhá, với thiết kế lượn sóng công thái học, độ cao vừa phải, chúng ta cùng nhau trải nghiệm. Với thiết kế như này, gối sẽ giúp chúng ta tránh đau mỏi vai gáy, tạo tư thế ngủ thoải mái hơn mà giá chỉ hơn 100.000 đồng. Mọi người nhấp vào link bên dưới đây nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, đấy tạo tư thế ngủ thoải mái này, đấy rồi là giúp các bác không bị đau cổ vai gáy này. Đấy, rồi là các bác ngủ ngon, ngủ sâu giấc hơn. Gối này thì hiện tại em đang có giá là 120 ngàn nhá. 120k một chiếc này. Rồi mã hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là sản phẩm về ghế inox nhá. Đấy, nhiều bác hỏi quá cái mã này luôn. Đấy thì đây, tiếp tục hàng lại về này. Dòng ghế inox nhá, nó là dòng ghế thấp ạ, dòng ghế thấp. Cái này thì ngồi cực kỳ thích luôn các bạn. Cái phần đàn ghế nó rất là to. Các bác ngồi bình thường là các bác mua những cái ghế ở ngoài chợ nó rất là nhỏ, nhưng con này cái phần bàn ghế rất là to. Đây em đo cho bác này. Cái đường kính bàn ghế này của nó rơi vào là 25 này. Đấy, 25, 25, 26 luôn, rất to nhá, rất to. Đó. Con này thì sẽ là 4 chân, toàn bộ thiết kế bằng inox nhá. Thì các bác xài rất là bền. Đấy, không lo gì sét này. Và ví dụ như các bác sử dụng trong cái điều kiện đó là thời tiết các thứ là môi trường nó ẩm ướt mà không lo nó bị gì bị hỏng nhá. Đấy, đây, thiết kế dạng 4 chân này. Đấy, có phần hàn hàn sống ở giữa này nên khi các bác ngồi nó cái độ chịu lực nó rất là đều đấy, mà không lo nó bị vẹo vào nhà nó coi nhá. Còn đây phần trên này của nó này đấy, có thiết kế dạng lồi lồi này đấy, các bác ngồi nó không bị edit nhá, không bị nó không bị nóng ạ, không bị nóng đấy. Đây bò góc chân đầy đủ hết luôn, cái này thì giá bình dân thôi, chỉ có 50 ngàn một cái nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là ghế inox nhá, ghế inox nhá, ghế inox dạng chân thấp nhá. Đấy, 50 ngàn một cái ghế inox nhá, 50 ngàn đây em đo cho bác về phần chiều cao này. Con này thì chiều cao của nó rơi vào là 10 khoảng tầm 13,5 cm. Đấy 13,5 cm. Đấy nó cũng chiều cao vừa vừa. Nói chung về các bác ngồi ở nhà gia đình nhà mình này, ngồi ăn cơm ăn nước này, rồi là các bác ngồi nhặt rau, nhặt cỏ, làm bếp giáp các thứ này, đấy, ngồi giặt quần áo này. Đấy nói chung là sử dụng sinh hoạt gia đình nhà mình rất ok. Đây để em quay bác luôn này. Bình thường là các bác hay mua những ghế nhựa nhá. Đấy các bác nhìn này. Một thời gian ngồi thứ nhất là nó sẽ bị lõm. Đấy có nhìn đó, nó lõm hẳn xuống này, mà thứ hai là một ngồi ra lâu là sẽ bị nứt vỡ hết này. Đấy là các bác bỏ luôn. Mà đây là dòng Việt Nhật luôn nhá, dòng Việt Nhật mà nhiều khi là xài nó không được bền đâu. Đấy. Nói chung là không thể bằng các cụ rồi, không phải là bằng nồi đồng cua đá đâu. Đấy cái này là bằng đá bằng kim loại nên nó rất là bền luôn. Đấy, rất là bền luôn. Đó. Mà giá nó bình dân nó chỉ có 50 ngàn thôi. Đấy 50 ngàn. Lên mã giúp cho em sẽ là thỏa mấy cái ghế dạng ghế thấp inox nhá. Đấy 50 ngàn cho một cái chiếc ghế inox ghế thấp nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã hàng đó là cái khay chữ nhật này. Khay chữ nhật thì hiện tại em đang có hai mã, là một mã khay to và một mã khay nhỏ nhá. Đấy. Khay chữ nhật, khay chữ nhật. Đấy, để em lấy cho. Đó, đây. Hiện tại đang có hai mã nhá, là một mã khay to và một mã khay nhỏ SU304 nhá. Đấy SU304 inox luôn. Đó. Cái khay này là khay to này, khay này là khay nhỏ này. Khay to này thì cái chiều dài của nó là rơi vào là 25 này. Cái khay nhỏ là chiều dài của nó rơi vào là khoảng tầm 12 13 này. Đó 12 13. Và toàn bộ cái dòng khay này thì nó đều có nắp đậy hết luôn nhá. Đấy, toàn bộ đều có nắp đậy luôn. Về các bác ví dụ mua về các bác sử dụng đựng đồ này, đấy, đựng đồ, đựng thức ăn vào đây, bảo quản đồ thức ăn, rồi là các bác mang đi công trình công trường, đấy, mình làm mình
đựng đồ đạc, đựng đồ ăn các thứ đây rất sạch sẽ luôn nhá. Đấy, ví dụ các bác có đồ ăn mà ví dụ các bác muốn bảo quản, các bác cho đây, lấy cái nắp các bác đậy cho em vào, cho vào trong tủ lạnh rất ok luôn. Và cái con này nó có nắp thì các bác có thể ví dụ để chồng lên nhau luôn. Đó. Thì em báo giá luôn nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái này là cái khay chữ nhật này. Khay chữ nhật này em đang giá rất tốt. Khay chữ nhật nhá. Khay chữ nhật thì sẽ có là khay to. Khay to thì hiện tại em đang bán giá là 40.000 nhá. Và khay nhỏ nhá. Khay nhỏ thì đang sẽ có giá là 20.000. Và toàn bộ khay này nó đều có lắp đậy luôn nhá. Khay to là 40, khay nhỏ là 20 nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái khay chữ nhật nhá. Khay chữ nhật. Đấy. Đấy, nó hình chữ nhật đó. À, khay to 40, khay nhỏ là 20 nhá. Khay nhỏ 20. Đó đi về các bác đựng thức ăn, rồi là đựng các thứ vào đây bảo quản thức ăn và bỏ trong tủ lạnh cũng rất là sạch sẽ ok luôn. Inox 304 nhá. Su 304 này. Đấy, su 304. Đó. À, nhỏ 20, to 40 nhá. À, cạo dâu bạc, cạo dâu Zandu nhá. Đấy, cạo dâu Zandu hình ông già thì tiếp tục hàng về này. Đấy, cái này thì giá bình dân thôi. 90.000 cho một cái con máy của dâu này, giá quá hạt rẻ luôn, cạo cực kỳ là sắc bén. Đấy, các bác mua về con này thì tiếng nọ em bán rất nhiều. Giá nó quá bình dân, nó chỉ có 90.000 một con thôi. Rồi, đấy bật máy lên. Con này nó còn có cả tông đơ luôn này. Đấy, các bác gạt cho em luôn lên, con có cả tông đơ, ví dụ dâu các bác già này các bác dùng này, các bác rũi tông qua một lượt đi. Đấy, sau khi mà dâu nó ngắn rồi các bác dùng cái này các bác cạo rất sạch luôn. Đấy, bật máy lên này. Các bác cứ cho đây các bác cạo này. Con này các bác cứ ấn sát vào, xong rồi các bác di cho đều tay nhá. Ấn sát và di đều tay nhá. Nhiều bác bảo là cạo không đi. Đấy là do các bác cách các bác chưa biết dùng thôi. Còn nếu mà các bác dùng thì các bác cứ ấn sát vào, sau đó các bác di cho đều tay, ấn sát và di đều tay nhá. Ấn sát và di đều tay thì nó sẽ ăn vào những cái chân của cái lưỡi này sẽ rất là sạch luôn. Đó. Máy thì chạy cực kỳ khỏe, rất êm. Và đây là cái phần chân sạc nó này. Đẩy cho em cái cắm trực tiếp với điện 220 các bác xài. Con này sạc một lần các bác xài chắc phải cả nửa tháng, có khi xài cả tháng luôn. Nó rất là pin, rất là trâu bò nhá. Đấy, hàng mới như hộp như này. Lên anh quay quả dâu nhiều em xem nhé, em chưa biết cách cạo. Đơn giản em ơi. Và đây em sẽ giới thiệu cho mọi người nhá, hướng dẫn cách mọi người cạo bằng cái máy cạo dâu gian đao này nhá. Khi mà dâu dài như thế này ấy, thì mọi người sẽ dùng cái chức năng ở bên hông gạt lên, xong mọi người sẽ bật máy nhá. Và mọi người sẽ cạo nó ngắn đi. Khi mà cạo nó ngắn rồi thì bắt đầu mọi người mới có thể cạo một bản đấy ngang được. Và cái chức năng này thì nó không cạo được ngắn lắm đâu, nhưng mà mọi người sẽ lựa nhá. Đấy, khi mà cạo rồi thì hiện tại là dâu của ông bác này vẫn rất là dài. Và nếu mà em trả mạnh đi thì nó sẽ không bị đứt đâu. À, nó sẽ không đứt đâu. Nên em sẽ chấm, em sẽ dùng biện pháp là em sẽ chấm. Mọi người nhìn qua này, nó vẫn còn dài nhưng em sẽ chấm nhá. Đấy, khi mà em chấm đi thì nó sẽ ngắn đi rồi. Và mọi người nhìn qua này, chấm nhấp nhấp trên bề mặt da này thì nó không hề đau rát anh em nhé. Và chỉ có khi nào dâu ngắn một chút thì mọi người mới chuyển qua chuyển lại thì nó mới dễ dàng hơn. Đấy, mọi người nhìn qua này, em chưa cần cạo đâu, em chỉ mới chấm thôi. Và bên trong có cái đầu cắt rồi. Khi mà dùng lực nhẹ mình chấm nhấp nhấp ấy là đã rất là sạch rồi anh em ạ. Đấy, và khi mà sạch rồi thì còn nhú nhú mấy cái dâu ngắn thì mình có thể chuyển qua chuyển lại ok luôn. Mọi người nhìn qua này, rất là đơn giản và sạch rồi nhá. Mọi người quan tâm kích vào giỏ hàng góc trái của họ cho bên em nhé. Mã thì em sẽ là cái con máy cạo dâu bạc nhá, hoặc là máy cạo dâu JD đều được. Đấy, cạo dâu bạc đi. Cạo dâu bạc này. Cạo dâu bạc giá của nó sẽ là đi 90k một cái nhá, 90k một cái máy cạo dâu bạc nha. Nhiều bác hỏi là cái sản phẩm này thì có lưỡi thay thế không thì em báo luôn là bên em có nhá. Đấy, đợt này thì nó có hàng lưỡi để các bác có thể mua kèm. Đấy, hoặc là bữa trước thì nhiều bác chưa mua được thì hôm nay xem được cái video này, nếu mà các bác mà có nhu cầu muốn mua thêm lưỡi thì các bác có thể mua thêm. Thì hiện tại em đang bán lẻ một cái bộ lưỡi nha. Đấy là bao gồm là một cái màng và một cái lưỡi nha. Thì bao gồm là một bộ này là hai cái là 20.000 nhá. Hai cái là 20.000. Thì các bác cứ lên mã đi, em sẽ cái bộ lưỡi máy cạo dâu bạc nhá. Bộ lưỡi của máy cạo dâu bạc. Đấy thì bên em hoặc là máy cạo dâu hình ông già nha. Hình ông già đang ngậm tẩu hút thuốc này này. Đấy thì một bộ lưỡi thì đang gửi bác là 20.000 một bộ lưỡi thay thế. Còn nếu mà các bác mua nguyên máy nó có sẵn lưỡi đầy đủ hết rồi thì một bộ máy này thì là 90.000, còn mua thêm lưỡi thì là 20.000 một bộ nhé, 20.000 một bộ. Đấy là tùy nhu cầu, các bác có thể là mua kèm cả lưỡi và các bác có thể mua nguyên máy đều được nhé. À, nhiều bác hỏi đũa thìa inox bên em có không thì đây em cũng còn một ít nữa em cũng xả luôn bác này. Đấy thì hiện tại bên em đang có đũa và thìa inox nhé, đũa và thìa inox thì đây hiện tại đang có là thìa inox một hộp 5 chiếc này, và đũa inox thì cũng là một hộp 5 chiếc luôn. Đũa này thì dòng đũa thìa này thì toàn bộ là của thương hiệu Wailing nhá, của Đức này. Đấy, hình hai thằng người này. Wailing của Đức nhá. Một hộp thìa nhà thì sẽ gồm có là 5 đôi, à một hộp đũa này sẽ có 5 đôi. Su 304, phần đầu đũa thì
sẽ thiết kế theo dạng là chống trơn trượt này. Đấy, các bác gắp cho em thoải mái, gắp tha hồ luôn, không lo bị trơn trượt. Các bác dùng đũa inox thì yên tâm rồi, không lo nấm mốc, không lo cong vênh, rất sạch sẽ và an toàn cho sức khỏe luôn. Đấy, su 304 nhá, đũa rất đẹp luôn. Cái này thì sẽ là đũa inox nhá, đũa inox. Một hộp này là 5 đôi nhá, một hộp là 5 đôi. Đấy, và giá sẽ là 50.000 thôi, 50.000 một hộp nha. Cũng đang xả nhá. Bữa trước đang bán cho bác là 7-8 nghìn hộp đấy. Đợt này đang xả cho bác chỉ có 50.000 hộp thôi. Đấy, và thìa đây. Thìa cũng logo Wiling này, quá ok luôn. Thìa rất là dày nhá. Các bác dùng những cái thìa này thì không biết đến lúc nào mới hỏng luôn. Thìa nó dày cực kỳ. Đây này. Để em lấy em gõ hai cái bác nghe này. Đấy, các bác nghe tiếng nó cục cục này. Đấy, các bác biết thìa nó rất là dày rồi. Đấy, thì một hộp thìa này sẽ gồm có là 5 cái này. Đấy, thì sẽ có giá là 50.000 nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là đũa inox này. Đũa inox này. Đũa inox của Đức nhá, đũa inox của Đức thì một hộp 5 đôi này sẽ có giá là 50.000. Và một cái hộp thìa inox 5 cái của Đức nhá. Đấy, thì một hộp này thì sẽ có là 5 thìa. Thìa inox này, thìa inox 5 cái, 5 cây sẽ có giá là 50.000 luôn. Bán đồng giá bác là 50.000 thì các bác lấy mã nào thì cứ báo cho em nhá. Lấy thìa báo cho em, lấy đũa báo cho em thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp thìa inox 5 cái của Đức nhá. Giá đang bán là 50.000. Và cái hộp đũa inox 5 cái à 5 đôi nhá, 5 đôi của Đức thì cũng đang bán cho bác giá là 50.000 một hộp nha. Giá rất hạt rẻ bình dân mà hàng rất ok luôn. Cái này bên em bán khá nhiều. Đấy, Tết Tết nhất các bác mua về xài. Đũa thì inox nhá, bán đồng giá là 50.000. Sản phẩm tiếp theo thì ở đây em còn hai cái bộ khay 5 tầng nhá. Đấy, em cũng lên mã xả kho luôn này. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ khay inox 5 tầng nhá, bộ khay inox 5 tầng. Hôm nay em cũng còn có hai bộ, em cũng giảm giá luôn. Bộ khay inox này, khay bộ khay 5 tầng, các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bộ khay 5 tầng. Bữa trước đang bán với bác là 90.000. Hôm nay về bác mức giá rẻ giật mình luôn, giá chỉ có 50.000 một bộ thôi. 50k một cái bộ khay 5 tầng nha, 50k một bộ nhá. Sẽ gồm có là 50 khay. Đấy, nó xếp chồng tầng nhau thì gọi là khay 5 tầng nhá. Kích thước của nó sẽ là từng khay 1 này, 10 này, 12, 14, 16 và 18 này. Đấy, tổng thể kích thước nhá. Đấy, thì khay này về các bác dùng để đựng đồ này. Mình bảo quản đồ để trong tủ lạnh các thứ này. Đấy, để trong tủ lạnh. Các thứ rất là ok luôn. Rồi là ví dụ các bác có mang đi làm này, rồi là sử dụng ok. Đây, một cái bộ này sẽ gồm có là 5 cái khay tròn nha, 5 cái khay tròn xe nha. Đấy, 5 cái khay tròn xe này, 1 này, 2 này, 3, 4, 5. Đấy, đây. Đấy, đi về các bác sử dụng nhá. Mình đựng đồ ăn, bảo quản đồ ăn vào đây. Và các bác cho đồ ăn đấy, các bác để trong tủ lạnh cũng ok. Đấy, và đi kèm sẽ có là 5 cái nắp đậy đi kèm nhá. Đấy, mỗi khay là đều có một cái nắp đậy nhá. Mỗi khay một cái nắp đậy này rất là kín luôn. Rất ok luôn. Đấy, mỗi khay một cái nắp đậy nha. Đây, một khay một cái này. Đấy, và còn lại ở đây 4 cái thì về các bác hợp cái nào các bác đeo đấy có thế thôi. Nó có từng cỡ, nó chia cỡ hết rồi. Đấy, 5 cái nắp và 5 cái khay. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ khay 5 tầng nhá. Đấy, bộ khay 5 tầng rất là đẹp luôn. Đấy, trên hình các bác đang coi đây. Bộ khay 5 tầng. Đó. Một bộ này đang xả bán này bác luôn. Giá sẽ là 50k một bộ nhá. Bộ khay 5 tầng. Bộ khay 5 tầng 50.000 nhá. Kích thước thì cái nhỏ nhất sẽ là 10 cm này. Đường kính cái này là đường kính ấy, mà thứ hai là 12 này. Cái bộ thứ ba là 14 này, thứ tư là 16 và cái loại to nhất, cái khay to nhất này, cái khay tròn to nhất thì sẽ là 18 nhá. Toàn bộ là 5 cái khay tròn nó chồng tầng nhau. Đấy, thì về các bác sử dụng bảo quản đồ ăn các thứ này, sử dụng đựng đồ ăn cũng ok luôn. Bộ khay 5 tầng nhá. 50.000 một bộ thôi. 50.000 một bộ, em đang xả kho bán anh luôn đấy. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ dao đen. Hôm nay em cũng còn có duy nhất một bộ, cũng lên mã xả kho cái bộ dao đen này luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ dao đen này. Bộ dao đen này thì đây, lấy cho bác coi. Một bộ dao đen sẽ gồm có bác là ba dao này. Đấy, ba cái cây dao của thương hiệu Asaka Japan nhá. Đấy, ba cây dao này. Một cái cây dao kiểu dạng thái bản to này. Đấy, một cái cây dao vừa lọc vừa thái này. Đấy, và một cái con dao nhỏ để về các bác có sử dụng, các bác dùng để các bác gọt hoa quả này. Đấy, gọt hoa quả hàng cực kỳ sắc bén luôn. Các bác mua về gọt hoa quả. Một cái cây cái này là cái khuôn nhá. Cái khuôn thì các bác có thể làm bánh này, rồi các bác dán trứng tạo khuôn hình trái tim rất ok luôn. Đấy, khuôn hình trái tim rất là đẹp luôn này. Đấy, một cái khuôn hình trái tim. Và một cái này rất là hay. Cái này thì chắc là nhiều bác nhìn nó khá là lạ. Đó là cái dụng cụ để các bác có thể là khui bia, hoặc là các bác có thể dùng để các bác đánh vẩy cá nhá. Đấy, đánh vẩy cá, con này dùng rất là hay luôn. Đấy, dùng để các bác đánh vẩy cá rất là hợp lý luôn. Một cái bộ này sẽ gồm có cho bác là đi tổng là 2 4 5 món nhá, 5 món thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái bộ dao đen nhá. Đấy, bộ dao đen. Em còn có đúng duy nhất một bộ thôi, em cũng lên mã xả cái bộ luôn. Bữa trước cái bộ dao đen này thì đang bán là 150.000. Hôm nay em còn duy nhất một bộ.
xả luôn đấy bác, giá chỉ còn có là đi bao nhiêu ạ? Bộ dao đen này giá sẽ chỉ còn là đi 70.000 bộ thôi. Lên mã em sẽ là cái bộ dao đen nhá. Bộ dao đen của Asaka Japan. Đấy, chất thép SK5 không gì nhá, cực kỳ sắc bén luôn. 70.000 một bộ luôn nhá. 70k bộ này. Đấy, bán nhanh xả kho luôn. 70k bộ. Đấy, bộ dao đen. Bộ dao đen 70k bộ này giá quá hạt rẻ luôn. 70k các bác sở hữu cho em là ba con dao, một cái khuôn các nhá, một cái khuôn này, một cái khuôn để các bác làm bánh và một cái cây để các bác đánh vẩy cá, ok luôn. Bộ dao đen nhá, cứ lên mã cho em sẽ là bộ dao đen 70.000 một bộ dao đen này nhá, 70k một bộ nha. Một cái bộ dao Nhật 6 món này, một cái bộ dao Nhật 6 món của thương hiệu Asaka Japan nhá, em còn có duy nhất một bộ, em cũng lên mã xả kho luôn cái bộ luôn. Đấy, số lượng duy nhất là còn đúng một bộ thôi nhá, đúng một bộ thôi, không có nhiều đâu. Đúng bộ này, bộ dao hàng mới nộp luôn. Đấy, đầu tiên thì sẽ gồm có bác là một cái giá đỡ này, một cái giá đỡ dao nhá, một cái giá đỡ dao. Đấy. Và bên trong này thì sẽ là cái hộp đựng dao này. Đấy, một cái hộp đựng dao rất ok luôn. Đây, bóc cho bác coi. Một cái hộp đựng dao. Đựng dao kéo thứ trong đầy đủ hết nhá. Đó, đầy đủ luôn hết luôn. Đây, bóc cho bác coi. Đấy. Đầu tiên thì sẽ gồm có cho bác là một cái cây kéo này. Một cây kéo nhá. Đấy, để các bác cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương, rau củ quả cực kỳ sắc bén nhá. Thấy không? Cắt rất ngọt ngào luôn này. Đấy, cắt ok luôn. Đó, rồi, một cái cây kéo này. Cắt nhà bếp ok này. Tiếp theo thì là đây để giá này để lên. Đó, một cây kéo này. Tiếp theo là một cái cây liếc mài này, một cây liếc mài nhá. Đấy, đi về ví dụ dao các bác nhụt các bác cho đây các bác liếc này. Đó, một cây liếc mài. Cái này em quay lướt quay nhanh thôi. Đó, vì số lượng nó còn có một bộ thôi, quay nhanh bác luôn. Tiếp theo là một cái cây dao để chuyên các bác lọc và thái này. Cây này chuyên lọc thái nhá, cực kỳ sắc bén luôn. Đấy, hàng của Asaka Japan, hàng đúc liền thân nhá. Con này chuyên để lọc và thái nhá, chuyên lọc và thái, hàng rất sắc bén luôn. Rồi tiếp theo nữa thì là một cái con dao dạng thái bản to nhé. Con này là các bác thái bản to. Đấy, thái hoặc là các bác băm. Đấy, thái hoặc là các bác băm nhẹ hoặc các bác thái bản to là các bác dùng con này cho. Đấy, rất ok. Dao cực kỳ sắc bén nhé. Các bác dùng gia đình nó quá ok cái bộ này rồi. Đó. Rồi tiếp theo thì là một cái con dao gọi là vừa chặt vừa thái nhé. Con này vừa chặt vừa thái này. Đấy, vừa chặt vừa thái ok luôn. Đấy, khá là dày nhá. Vừa chặt vừa thái Asaka Japan. Cực kỳ đẹp luôn, bộ này rất là đẹp luôn. Đấy, bộ này thì sẽ gồm có các bác tổng là đây trên tay em đang cầm đây, sẽ gồm có các bác tổng là 6 món nhá. Thì em sẽ tính với bác luôn này, đầu tiên sẽ là một cái giá đỡ này. Đấy. Và có cho bác là tổng là 3 con dao thì sẽ là 4 món này, một cái cây kéo là 5 và một cái cây liếc mài là 6 thì tổng một bộ nhà này. Đây, đấy, đây. Tổng một bộ nhà là 6 món nhá, tổng một bộ nhà là 6 món. Là bao gồm là 3 dao, một kéo, một liếc mài và một giá đỡ nhà. Tổng một bộ này là 6 món và hôm nay em sẽ xả kho cái bộ luôn. Em còn có duy nhất một bộ dao 6 món không nhá. Còn duy nhất một bộ nhá. Các bác nào nhanh tay thì được luôn này, chậm tay thì hết này. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ dao 6 món nhá. Đấy, bộ dao 6 món. Bữa trước cái mã này bên em đang bán là bộ dao 6 món. Bữa trước đang bán là 250k. Hôm nay em về cho bác một cái mức giá rất dễ mua luôn, xả kho bán lỗ vốn tri ân bác luôn. 130.000. 130k một cái bộ dao 6 món này, chứ 130.000 thôi. Đấy, 130k. Sở hữu cho em là 6 món luôn. Đấy, 6 món luôn. Đây em quay lại bác coi nhá. Một giá đỡ này, ba con dao này, một cái cây liếc mài và một cái cây kéo này, tổng là 6 món như này. Giá chỉ có 130.000 thôi. Giá xả sập sàn luôn. Đấy, thanh lý duy nhất còn có một bộ nhá. Rồi, qua cái mã hàng tiếp theo này. Ở đây tiếp theo ở đây em còn một ít cái này là cái túi bọc thức ăn nhá, túi bọc thức ăn, túi bọc nhà bếp này. Đấy, ví dụ như là bát đũa thứ nhà mình các bác muốn những cái món nấu ăn nhà mình ấy, khi mà các bác nấu xong đấy, các bác muốn kiếm một cái gì các bác bọc vào, ví dụ là các bác ở nhà là hay mua những cái màng co ấy, các bác bọc vào thì nó rất là mất công, nhưng mà con này rất là tiện nhá. Thì các bác mua cho em một cái túi này về, một cái túi này sẽ gồm có là 100 cái màng bọc nhỏ này, 100 cái màng bọc nhỏ này, thì về các bác cứ dở này ra. Sau đó là các bọc cho em vào cái bát cái đĩa nhà mình. Đây, để em lấy cái bát bọc cho bác coi này. Đây nhá, ví dụ như là nhà các bác trong cái bát này hiện tại đang có đồ ăn hoặc là một cái bát canh này, các bác muốn bọc vào. Đấy, để cho nó đỡ ruồi muỗi nó bâu này. Đấy, rồi là côn trùng côn trước các thứ nó không bay vào này. Đấy, rồi là cho nó kín này. Rồi, ví dụ các bác mình có bảo quản đồ mình để trong tủ lạnh này. Đấy, thì mình lấy cái này, các bác bọc vào cho em. Kín ngon lành luôn nhá. Ở đây nó có cái vần dây thun này, nó sẽ thít vào luôn. Đấy, rất ok. Bọc kín cái bát này luôn nhá. Kín ngon lành luôn. Rất đẹp luôn nhá. Đấy. Và khi nào các bác dùng thì các bác dở ra,
Và nếu mà muốn dùng tiếp các bác lại bọc nó vào. Đấy, các bác cứ giữ làm sao nó nhẹ nhàng, dùng nó nhẹ nhàng, đừng có mạnh tay được. Mạnh tay quá thì nó rách có thế thôi. Đấy. Còn nói chung là nó cũng khá là dai. Đấy thì một cái bịch này là sẽ có các bác là 100 cái nhá. Một cái bịch này là 100 cái nhỏ như này. Đây này, nó có từng cái nhỏ một nha. Ở đây nó có phần dây thun nó co giãn này. Đấy, dây thun nó co giãn, các bác có thể bọc vào bát này, vào đĩa ok luôn. Đấy, vào bát vào đĩa bọc thức ăn nhà mình nhá. Đấy, tránh bị ruồi muỗi côn trùng nó bâu vào. Đấy, rồi cho nó bảo quản trong tủ lạnh này, rồi là đỡ bị mất mùi mất vị thức ăn nhá các bác nhá. Ok luôn. Đấy, đặc biệt là cái dịp Tết nhất đến nơi rồi, các bác cỗ bàn rất là nhiều thì các bác mua cho em cái túi về có bọc rất là hay luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái túi bọc thức ăn nhá. Túi bọc thức ăn. Đấy thì một túi này là 100 chiếc, em cũng lên mã xả kho luôn. Đấy. Bữa trước đang bán bác là 30.000 một túi, hôm nay em còn ít nữa, xả kho luôn. Lên mã em sẽ là cái túi bọc thức ăn. Bữa trước đang bán là 30k, hôm nay về bác mức giá rẻ giật mình luôn. 10k một túi nhá. Một túi này là 100 cái. Đấy, 10k một túi rồi, chỉ có 10.000 một cái túi bọc thức ăn nha. Đấy, 100 cái luôn, 10.000 một túi. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái vỉ gác chảo rán bằng inox này. Đấy, rất là hay. Cái vỉ gác này thì size của nó sẽ là từ 28 đến 30, tức là cái chảo của bác là từ size từ 28 đến 30 là cái con này có thể dùng được này. Đấy, các bác gáng lên, ví dụ như là mỗi lần các bác rán nem, rán những cái đồ chiên rán mà rất là nhiều dầu mỡ, các bác muốn gác lên để cho nó đỡ ráo dầu, cho nó đỡ đi. Đấy, sau đó các bác cắp ra thì các bác dùng này cho em, rất tiện dụng luôn. Lên mã thì em sẽ cái vỉ gác chảo rán nhá. Một cái vỉ này hiện tại em báo giá luôn. Bữa trước bên em đang bán bác là đi 80.000, mà em còn có hai cái bán nhanh bác luôn, giá chỉ còn có là đi 40.000 một cái nhá. Lên mã thì em sẽ là cái vỉ gác chảo rán nhá. Vỉ gác chảo rán. Đấy, còn có 40.000 một cái thôi. 40k một cái vỉ gác chảo rán này bằng inox nhá. Đây để em lấy một cái em quay test bác coi này. Đấy, em còn có hai cái bán nhanh bác luôn. Còn hai cái bán nốt nhá. Cái này inox dùng xịn lắm. Tết nhất các bác rán nấu nhiều ấy, những cái món rán, rán nem ra nước này. Đấy, các bác rán là rất hay nhiều dầu nhiều mỡ này. Đấy. Bình thường là các bác bỏ ra đĩa các thứ ra là nó rất hay nhiều dầu nhiều mỡ nhá. Thì các bác mua cho em cái này về. Đấy, nó là một cái vỉ gác nha. Đấy, thì ví dụ như là có cái chảo sẵn nha. Để vào đây cho em. Đó, khi mà các bác rán xong thì các bác để những cái đồ chiên rán vào đây thì nó sẽ róc mỡ xuống nhá. Và khi nào mà róc mỡ xong các bác gấp ra. Ok luôn. Rất là thông minh nhá. Bằng inox Blanc 4. Chảo là chảo từ 28 nhá, chảo từ 28 đến 30 là các bác có thể xài được. Đấy, chảo từ 28 đến 30 nhá. Size của nó sẽ là size phi 28 đến 30. Đó, rất ok luôn. Vì gác chảo nhá. Em còn có hai cái xả kho luôn. 40.000 một cái nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái vỉ gác chảo rán 40k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái này là cái khay đĩa tròn này. Đấy, để về các bác Tết nhất các bác bày hoa quả này, bày bánh kẹo này, bày đồ ăn lên này, rất đẹp luôn. Một cái khay đĩa tròn 5 cái này, hàng của thương hiệu Wailing của Đức nhá. Đấy, con này inox 304 luôn. Đây, một cái set này sẽ gồm có cho bác là 5 khay nha. Các bác nhìn này, 5 cái khay như trên hình các bác đang coi này. Đấy, 5 cái khay. Nó sẽ có là 5 khay từ to đến nhỏ này. Đấy, một cái khay này thì... Đây, các đợi chút em lấy cái thước đo bác coi. Đây nhá, em sẽ đo bác này. Thì với cái khay này kích thước của nó thì khay nhỏ nhất của nó sẽ là vào 14 này. Khay to nhất thì sẽ khay thứ hai sẽ là vào 17 này, khay thứ ba này sẽ là vào 20 này, khay thứ tư này của nó sẽ là vào 23 này và khay lớn nhất của nó sẽ vào là 26 nhá, 26. Đấy, rất ok. Thì sẽ gồm có là 5 khay này. Đấy, một khay nhỏ nhất này. Tiếp đến cái khay thứ hai này. Đấy, khay thứ ba này. Khay thứ tư này và khay to nhất là khay thứ năm. Đây. Inox 304 sáng bóng đẹp tuyệt vời luôn. Các thấy không? Quá đẹp luôn nhá. Logo thương hiệu Wailing có in trên sản phẩm luôn, hàng của Đức nhá, cực kỳ chất lượng luôn. Về các bác dùng để các bác bày hoa quả này. Đấy, bày mâm ngũ quả các thứ lên đây này. Bày hoa, bày quả, bày bánh, bày kẹo Tết nhất. Các bác bày đồ ăn các thứ lên đây cũng rất là đẹp luôn. Đấy, rất là sang trọng lịch sự nhá. Đây, một cái bộ khay của nó sẽ như này. Đấy, trên hình các bác đang coi đây. Đấy, điểm vào cũng trên tay em đang cầm đây. Thực tế là 5 cái khay đây, rất đẹp luôn. Sáng choang luôn nhá, sáng trai luôn. Lên mã rồi em sẽ là cái bộ khay tròn 5 cái. Bộ khay tròn inox 5 cái nhá. Bộ khay tròn 5 cái đi. Cứ lên mã em sẽ là cái bộ khay tròn. Bộ khay tròn 5 cái nhá. Bữa trước thì cái này đang bán là 190.000, mà em còn có duy nhất một bộ, cũng bán nhanh xả kho luôn. 100.000 một bộ nhá. 100.000 một bộ. Lên mã em sẽ cái bộ khay tròn 5 cái của Đức nhá. Đấy, bộ khay tròn 5 cái. 100.000 một bộ này, bán nhanh xả kho luôn này. Tiếp em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái phích cắm diệt, báo giá luôn này. Đang bán bác là 10.000 cho một cái cây phích cắm diệt này, 10k một chiếc nhá. Đấy, nó là phích cắm chân diệt để về chuyên để các bác cắm vào cái
những cái ổ điện Nhật nhá, ổ điện Nhật là người ta hay dùng chân dẹt, nên là các bác đôi khi được các bác mua ngoài trường ấy là nó hầu như toàn chân tròn thôi, mà Việt Nam bây giờ cũng hầu như phổ thông toàn chân tròn, đôi khi rất là khó kiếm. Đây thì các bác mua cho em cái phích này về, các bác cắm vào chuyên vào cắm ổ điện Nhật này đó. Con này là dòng phích chống va đập chống vỡ rất là tốt nhá, giá thì hạt rẻ bình dân, chỉ có 10.000 thôi đấy. Chân của nó sẽ là chân đồng cực kỳ chắc chắn luôn. Về các bác xoáy cho em cái đốc ra, mở cái nắp ra, đấu cái dây vào là xong đấy, đấu dây vào là xài thôi đó. Phích cắm chân dẹt nhá, 10.000 cho một chiếc phích cắm chân dẹt này đấy. Phích cắm chống va đập nhá, chống vỡ chống cháy đó, giá hạt rẻ mà sản phẩm dùng ok lắm đấy. Cắm nó chắc chắn mà không bị mô ve, không đánh lửa thứ gì nhá. Hàng chân đồng tiếp điểm tốt, 10.000 các bác nhá, 10k một chiếc thôi đấy. Các bác nào bữa trước chưa chốt được thì hôm nay tranh thủ chốt luôn nhá. Phích cắm chân dẹt nhá, đang gửi bác giá sẽ là 10.000 cho một chiếc phích cắm chân dẹt nha. Sản phẩm này cũng rất là nhiều bác hỏi này, đó là cái bộ nồi Đức 6 món nha, bộ nồi Đức 6 món, hàng với shop tiếp tục hàng về này. Đấy, thì để phục vụ các bác cái dịp cuối năm các bác mua về để sử dụng gia đình các thứ này, rất ok luôn. Đó thì em báo giá luôn nhá, báo giá luôn. Giá này thì gần như là giá tốt nhất thị trường luôn. Lên mã em sẽ là cái bộ nồi Đức này, bộ nồi Đức. Bộ nồi Đức này thì bên em sẽ có hai hình thức thanh toán nhá. Các bác có thể chuyển khoản hoặc là mua trực tiếp ship code thôi nhá. Nếu mà chuyển khoản thì bên em sẽ tính cho bác sẽ là bao nhiêu nhỉ? 650.000 thôi nhá. Chuyển khoản hết thì sẽ là 650k. Và các bác nếu mà các bác mua ship code, đấy, ship code thì sẽ là đi 700. Ship code thì giá sẽ là 700, hai cái chênh nhau 50.000 nhá. Và các bác mua thì sẽ đều được bao ship luôn. Giá này gần như là giá tốt nhất thị trường luôn đấy, không có giá này đâu các bạn. Đó. Đây. Mong các bác coi bộ nồi nhá. Đấy, nó sẽ gồm có là 6 món này, 1 2 3 4 5 xong một chảo nhá, 5 xong một chảo và đầy đủ đi kèm là nó có vung nắp đậy hết đầy đủ hết luôn. Rất là xịn luôn. Hàng mới nguyên siêu, hàng của Đức này. Made in Germany này. Đó, made in Germany luôn nhá. Quá xịn sò luôn. Đây, đó, giấy giếc đầy đủ luôn này. 6 sản phẩm này, 1 2 3 4 5 6 này, đó. Hàng của Đức nhá, made in Germany. Chuyển khoản hết thì sẽ là 650.000, còn các bác mua theo hình thức ship code thì sẽ là 700.000. Tùy nhu cầu nhá. Đấy thì em khuyên các bác thì các bác nếu mà các bác có tài khoản thì các bác nên chuyển luôn. Để bên em vừa gửi hàng nhanh, thứ hai là nó giá sẽ được giảm giảm các bác nhá, giá sẽ được giảm. Đây đầu tiên sẽ là một cái song to này, đấy, một cái song to nhá, rất ok luôn. Hàng này của nó sẽ hàng năm đáy năm lớp luôn này, đấy, song to, hàng này năm đáy năm lớp đầy đủ hết luôn nhá. Vung là toàn bộ vung của nó đều là vung kính cường lực trong suốt luôn. Đây, vung kính cường lực trong suốt này, rất là xịn sò nha. Đây đáy năm lớp này, đó, England này, đó, rất ok nhá. Chữ trước là dập chìm hết luôn ở trên cái phần đáy song này. Đấy, 5 lớp luôn nhá. Đấy, 5 lớp luôn. Quá dày, rất là trắng luôn. Con này thì các bác dùng thì cứ bao dùng bao xài ra đi. Không có gì phải chê về cái sản phẩm này cả. Em bán rất là nhiều rồi. Nó một thời gian bên em nghỉ không bán thì hàng nó cũng chưa đều. Đấy, đợt này thì hàng nó đều rồi nên là sẽ nhập số lượng lớn về để bán cho bác luôn. Đây, con này là con nhớ nhớ này, có vung viếc đầy đủ hết luôn nhá. Đấy, có vung viếc đầy đủ hết luôn. Đây một con này nữa này, đấy một con này nữa này. Thôi nói chung em quay lướt thôi, em không quay chi tiết đâu. Đó, vung viếc nói chung là đầy đủ, vung viếc đầy đủ hết luôn. Xong thì trực tiếp đây. Đấy, cái này con này nấu bột này, hoặc các bác úp bát mì thứ đánh rất ok, có tay cầm nhá, chắc chắn chất lượng luôn. Hàng bóng đẹp tuyệt vời luôn, sáng trưng luôn này. Đấy, dày dặn chắc chắn lắm nhá, tay cầm đầy đủ luôn, có vung viết đầy đủ hết luôn nhá. Đây có vung viết ngon này luôn này. Đó rồi, đây là cái con chảo này. Đấy, trong cái bộ này là có một cái con chảo nhá, chảo là có một lớp chống dính luôn. Đấy, chảo trong có lớp chống dính rất xịn sò. Đấy, con này đường kính chảo chắc có rơi khoảng tầm 25 cm nhá, rơi khoảng tầm 25 cm. Đấy, các bác dán xào nấu cho em thoải mái luôn nhá. Đó, hàng năm đáy này, đó, chữ chiếc đầy đủ ở cái phần đáy nồi này, chắc chắn. Bộ này thì các bác dùng thì yên tâm về bao dùng bao bền luôn. Đó, vung viếc đầy đủ nhá. Toàn bộ là đều có vung, 6 món là đều có vung hết luôn. Đây, 6 món là đều có vung hết đi kèm nhá. Sẽ gồm có là 1 2 3 4, 4 cái nồi này, 4 cái nồi có quai quai B này, một cái nồi có tay cầm như kiểu cái nồi nấu cháo này, và một cái chảo rán luôn nhá.
tổng thì sẽ gồm có là 6 món hàng của Đức nhá. Đó. Và em báo giá lại một lần nữa này. Các bác chuyển khoản hết thì giá sẽ là 650.000. Đấy. Chuyển khoản hết. Chuyển khoản hết là 650k. Còn các bác ship code là giá sẽ là 700k. Giá này là em sẽ bao ship cho bác tất luôn nhá, ưu đãi cực kỳ luôn. Đấy, giá sẽ được bao ship cho bác tất luôn. Đó. Đấy thì các bác có nhu cầu về cái sản phẩm này thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với hai cái số điện thoại nhá, em đang gắn trực tiếp ở trên mình đây. Đấy các bác cùng xem lại một lần nữa đây. Đấy, bộ nồi rất là đẹp luôn, hàng mới nguyên thùng nhá. Hàng các bác cứ kiểm tra sau đó các bác khui ra cho em. Bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Chuyển khoản 650.000, ship code 700. Hai giá này đều được bao ship luôn nhá. Đó thì các bác có thể tham khảo bộ này. Bộ này thì nói chung là cũng khá nhiều shop bán rồi và cũng giới thiệu rất là nhiều rồi, các bác cũng xem rất là nhiều rồi. Bây giờ quan trọng chủ yếu là cái giá thôi. Đấy, cái giá thì nó tốt thì các bác mua nhá, xúc luôn. Đó. Một cái lưu ý nhỏ nhỏ là nhiều bác hỏi là cái bộ nồi này có đun được bếp từ không? Đấy thì em nói luôn nhá, cái bộ nồi này thì các bác có thể đun các loại bếp luôn nhá. Đấy, từ bếp ga, bếp từ, bếp củi, bếp dơm, bếp hồng ngoại, tất cả các loại bếp luôn. Con này nó không kén bếp đâu nhá, không kén bếp đâu. Bếp nào các bác cũng đun được hết nhá, đặc biệt là bếp từ đun được hết luôn nhá. Đấy, đặc biệt là bếp từ đun được hết luôn nên các bác yên tâm là sử dụng thoải mái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên nhanh luôn cho bác mà hàng đó là cái bộ ống hút dung dịch nhá. Các bác mua về dùng để hút dầu, hút hút dầu, hút xăng này, hút nước này, rồi là hút rượu này, rất tiện dụng luôn. Đó thì một cái bộ ống hút dung dịch này với giá sẽ là 30k bộ nhá. 30k bộ, lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ ống hút dung dịch này. Đấy, ống hút, bộ ống hút dung dịch. Đấy, cái con này nó có chức năng là tự mồi nhá. Các bác không cần phải cho mồi mà các bác hút như mọi khi ấy. Đấy, rất là khó để các bác sử dụng nhá, thì các bác dùng cái này, các bác chỉ việc là lắp vào, các bác bóp bóp cho em mấy phát là nó sẽ mồi lên nhá, rất hay luôn. 30k một cái bộ ống hút dung dịch này, 30.000 bộ nhá, dùng rất ok. Đây, một cái bộ này sẽ gồm có cho bác này, đấy là một cái tay bóp này, một cái dây này, đấy đi kèm là một cái đai siết nữa, thì thực ra cái đai siết không cần lắm đâu. Đấy, đi về đây các bác nhìn nhá, các bác nhìn trên thân cho em này, nó sẽ có là đây, nó sẽ có cái mũi tên. Nếu mà mũi tên nó chỉ về hướng nào thì tức là cái hướng đấy thì nó sẽ là ra, và cái hướng còn lại thì nó sẽ là hút vào nhá. Thì các bác có cái ống này, các bác có thể cắt đôi ra. Đấy, cắt đôi ra, hoặc là các bác nếu mà các bác không thì các bác để nguyên được. Ví dụ các bác lắp vào đầu não được nhá. Đấy, lắp đầu ra cũng được, hoặc lắp đầu vào, thường thường thì nó sẽ là lắp đầu vào nhá. Lắp vào đầu vào. Đấy. Thì các bác lựa nó vào cái phần ống này. Đấy, các bác lựa nó vào cái phần ống. Đó. Các bác lựa vào này. Đấy, sau đó có phần này, các bác cắm vào cái chỗ mà các bác cần hút cho em, và cái phần này các bác chỉ việc bóp này. Đấy, các bác bóp cho em vài lần cái là nó sẽ tự động là nó sẽ mồi những cái phần xăng, phần dầu các thứ rồi. Đấy, rồi là nước, rượu thứ rồi các bác nhá. Rất là hay luôn. Một cái bộ này thì bên em đang bán cho bác là 30k một bộ nhá. 30k một bộ. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ ống hút dung dịch nhá, 30k. Đây các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này. Cái bộ này dùng rất là tiện luôn. Đây. Đấy, bình thường là các bác hút đấy xăng rồi các bác cứ hay phải đổ này. Đấy, các bác cho lên cao này, sau đó các bác bóp cho em vài phát là nó sẽ ra nhá. Đấy, không cần phải mồi miếc gì, bóp vài phát là tự động nó sẽ ra ngay. Rất tiện dụng luôn. Đó, rất là hay nhá. Đây. Hút chất lỏng sang chỗ khác vậy hãy mua cái này, hút rất đơn giản, không cần dùng miệng hút mồi ống, cũng có thể hút xăng dầu, rất tiện lợi phải không ạ? Nhấn giỏ hàng mua ủng hộ mình nha. Đấy, các bác dùng để hút xăng, hút dầu, hút nước này. Đấy, các bác chỉ việc để sau đó các bác bóp cho em. Đấy thì nó sẽ ra có thế thôi, rất là hay. Đấy, và lưu ý khi mà các bác sử dụng cái sản phẩm này ấy, thì cái chỗ mà các bác muốn hút ra thì các bác phải để ở trên cao, còn cái chỗ mà các bác dùng để chứa thì các bác để dưới thấp, thì nó sẽ theo lực quán tính là nước nó sẽ đổ từ thấp từ cao xuống thấp nhá. Đấy thì nó mới xuống được, chứ còn các bác mà để ngang bằng là không thể hút được đâu, em nói luôn nhá. Còn nhiều khi về các bác bảo là không hút được, các bác để ngang bằng sao hút được, các bác phải để từ trên cao xuống dưới thì bắt đầu nó hút được nhá. 30.000 một cái bộ hút dung dịch nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái cây xăm thịt này. Lên mã cho là cái cây xăm thịt nhá. Cây này về dùng rất là tiện. Các bác muốn thịt thà, các bác mỗi khi mà các bác làm món những cái món, ví dụ đặc biệt là món nướng này, rồi là những cái món chiên các thứ, rồi mình chiên cả tảng, mình chiên cả miếng ấy, hoặc là các bác nướng cả tảng, các bác muốn nó gia vị nó ngấm, hoặc là ví dụ muốn bì nó nổ, thì các bác mua ngay trong cái này về. Đây là một cái cây xăm thịt nhá. Đấy, nó sẽ gồm có rất nhiều cái gai nhọn bằng inox này. Đấy, nó rất là nhọn luôn. Thì các bác dùng rất là dễ, các bác chỉ việc dùng cái này các bác châm. Đấy, các bác dùng là các bác châm vào cho. Đấy thì khi mà châm thì nó sẽ tạo ra những cái nhỗ, lỗ nhỏ này này. Đấy, các bác châm vào bì hoặc là châm vào thịt. Đấy, để khi mà các bác ướp này thì gia vị nó ngấm vào rất là đều. Đấy, rất là đậm đà. Đấy, ăn nó không bị nhạt nhòe nhá. Đấy, và muốn bì nó nổ thì các bác dùng cái này các bác châm vào, thì khi mà các bác chiên lên, các bác nướng lên, bì nó nổ rất là giòn luôn. Đấy, thì em đang gửi bác một cái cây xăm thịt này với giá là đi 30.000 một cây nhá.
lên mã thì em sẽ được cái cây xăm thịt nhá, giúp gia vị ngấm ngáp ngon hơn, giúp bì nổ giòn hơn. 30k nhá, 30k một cái cây xăm thịt này, 30 ngàn một cây. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái hộp bao tay thực phẩm này. Một hộp này sẽ gồm có là một cái trăm 100 bao tay thực phẩm. Đấy, đi về các bác dùng để các bác xài. Đấy, tiết nhất các bác xài nhiều. Đấy, đặc biệt là nhiều những cái món mà cần bao tay cho nó sạch sẽ này. Đấy, các bác đi cho em cái mua trên cái đôi bao tay và các bác đi nhá, rất là sạch luôn. Đấy, một hộp này là sẽ cùng có là 100 cái nhá, một hộp là 100 cái chiếc bao tay này. Đấy, nó là dạng bao tay nylon nhá. Thì khi mà các bác dùng một lần các bác bỏ luôn. Đấy, rất là ok. Giá nó hạt rẻ lắm. Một cái hộp này 100 cái thì giá nó chỉ có là đi 20 ngàn thôi nhá, 20 ngàn. Đấy, bao tay thì nó là dạng nylon dẻo nhá, dạng nylon dẻo, đi nó rất là vừa tay, các nhìn này. Đi rất là vừa tay, đi rất là thật tay. Bình thường ấy, là các bác hay mua những cái dạng bao tay ấy, ở ngoài chợ, ngoài siêu thị ấy, đi là nó cứ hay lùm xe lùm xùm, nó rất là khó làm. Đấy, đặc biệt là các bác làm bếp làm dép là đấy, thái dao giữa con thứ mà cầm nó không chắc đấy. Đấy, chẳng may thái trượt tay cái rất là nguy hiểm. Đây, con này nó đi, các nhìn này, đi nó rất là ôm tay luôn. Đấy, nó không bị thừa đâu, nó không bị thừa đầu, đi rất là ôm tay và rất là hay đó. Và các bác sử dụng hoạt động nó rất là thật tay luôn. Đấy, thì một cái hộp này, cái này em nói luôn nó rất là co giãn, các nhìn này, kéo này. Đấy, kéo nó rất là co giãn nhá. Bình thường những cái kia mà các bác kéo cái nó rách ngay, con nhìn này, kéo co giãn dã man luôn, các nhìn này. Đấy, em kéo nó giãn này, nó còn chưa rách này. Đấy, nó rất là co giãn luôn, nên là khi mà các bác sử dụng nó xài rất là ok. Đấy, thì một hộp bao tay thực phẩm này, một hộp là đi 100 cái nhá các nhá, một hộp là số lượng là 100 cái. 100 cái nhà này, 100 cái này, tức là vào là 50 đô nhá, tức là vào là 50 đô đấy. Thì lên mã cho em sẽ là bao tay thực phẩm nhá. Đấy, bao tay thực phẩm, bao tay nhà bếp. Giá của em là gửi bác là 20k nhá, 20k trên một hộp. Đó, 20k một hộp nhá. Một hộp là 100 cái này, tức là vào là 50 đô này. Đấy. Các bác nhìn em cầm bút em viết này vẫn ok luôn nhá, không có bị vướng viết thì không có bị khó làm hay khó viết nào đâu, rất ok luôn. Đó. Một hộp là một hộp bao tay thực phẩm là 20k một hộp nhá. Một hộp là 100 cái bao tay nhá. Đấy, tức là vào là 50 đô nhá, 50 đô đấy. Đó. Rất là dẻo luôn. Các bác dùng một lần xong là bỏ luôn nhá. Đó. Nói chung là nếu mà về làm bếp làm giáp các bác dùng một đôi này các bác dùng thoải mái luôn. Đó, và nó rất là co giãn luôn nhá. Co giãn rất là tốt. Đấy, nó là dạng ni lông ngon, ni lông xịn đấy. Nên co giãn rất là ok. 20k một cái đôi bao tay thực phẩm một hộp nhá. Kính lúp hàng vừa về để phục vụ các bác này. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là kính lúp có đèn báo nhá. Kính lúp có đèn báo em báo giá luôn. 50 ngàn một cái kính lúp nha. Đấy, chỉ có 50 ngàn một cái thôi. Đấy, thì con này nó sẽ có tích hợp cả cái đèn báo. Thì về khi mà các bác muốn xài cái đèn báo này thì về các bác lắp cho em là 3 viên pin nhá. Nhớ giúp em là 3 viên pin con thỏ, cái pin cái pin 1.5V 3 chữ A, các bác lắp cho em 3 viên pin vào nhá. Đấy, 3 viên pin vào. Đấy là các bác xài thôi. Cái này thì bên em bán chỉ có nguyên kính không nhá, không có kèm pin đâu. Thì về các bác tự mua pin lắp vào. Cái giá này là giá chỉ có nguyên kính không thôi, không kèm pin. Đấy, nhớ cho em là chỉ nguyên kính không, không kèm pin nhá. Đấy, tránh tình trạng là đến nơi các bác bảo là không thấy pin đâu. Thì em báo luôn là bán chỉ có nguyên kính không thôi. Giá của nó sẽ là 50 ngàn. Thì đây nó có đèn báo chợ sáng này. Đó, có thấy không? Nó có cả một cái đèn chợ sáng. Đấy, ở đây nó công tắc nhá. Lúc nào mà các bác dùng thì các bác bật lên, không dùng thì các bác tắt đi, rất ok luôn. Đấy, rất tiện dụng là nó có tích hợp cả cái công tắc ở đây. Đấy, con này là nó có cả hai đèn luôn, hai kính luôn, một kính nhỏ này và một kính to này. Và kính này thì nhìn cực kỳ rõ luôn. Đây, để em soi bác coi này. Đấy, kính nhìn rõ lắm. Đây này, đấy, kính nhìn rõ cực kỳ luôn. Đây, để em test cho bác coi nhá. Cái này nó phải lấy nét là cái điện thoại cơ. Đấy, lấy nét là cái điện thoại cơ thì nhìn nó mới ok được. Cái này là do cái điện thoại chứ còn bình thường các bác nhìn ở mắt ngoài là rất là rõ luôn đấy. Đấy. Đây, em sẽ test cho bác coi này. Đấy, đây. Dí với cái là nét cứng luôn nhá. Đó, đây bỏ ra tái chữ nhỏ tí này. Đó, đây không? Nét ok luôn. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng các bác nhá. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng. Và con này rất là hay, nó có cái đèn báo này em tắt đi này. À, cái đèn chợ sáng này. Tay cái tối om nhá, bật lên cái này. Đấy, đấy, khi mà ví dụ như những cái lúc mà trời tối các bác muốn soi chét những cái đồ các thứ của mình, đấy là nó có một thêm những cái đèn chợ sáng này, ba đèn luôn, là nó hỗ trợ các bác soi sáng các thứ giờ để các bác soi cái kính lúp này vào rất ok. Đấy, soi vào những cái đồ vật thiết bị thứ nhà mình là rất ok luôn. Giá thì em báo giá luôn 50k nhá, 50k thì vẫn giá bình ổn bác luôn từ bữa trước đến giờ. Đấy, vẫn là 50.000 nhá. Lên mã em sẽ là kính lúp có đèn chợ sáng nhá, kính lúp có đèn chợ sáng thì giá sẽ là 50k. Và em báo luôn là
Kính này là giá này là không có kèm pin nhá. Về là các bác tự mua pin lắp nhá. Còn bên em bán là chỉ nguyên kính không thôi, là 50 ngàn cho một chiếc kính lúp nhá, có đèn trợ sáng nhá và hai kính này luôn, hai kính, một kính to kính nhỏ luôn, là 50k một chiếc nhá, kính lúp có đèn báo. Sản phẩm tiếp theo thì đây, tiếp tục về cái mã hàng đó là cái cân móc điện tử, em báo giá luôn. Lên mã em sẽ là cân móc điện tử, mã của nó sẽ là mã cân C1 nhá, mã cân C1. Các bác cứ là, gọi giúp em là mã là cân C1 hoặc là cân móc điện tử. Đấy, thì giá của nó em báo luôn là 60 ngàn một cái cân móc điện tử này. Cái này về các bác đi chợ đi búa này, đi câu này, đi đi cân đi kẹo rất tiện dụng luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Hàng của nó thì mới nguyên hộp nha. Hàng mới nguyên hộp. Đi kèm sẽ có cả pin cho bác luôn. Về các bác lắp pin vào là xài thôi, rất là dễ dùng sử dụng nhá. Thì về các bác mở cho em cái nắp ở lần sau lưng này, lắp cho em hai viên pin tiểu vào. Đấy, lắp hai viên pin tiểu 3A vào, sau đó là các bác bật cân lên này. On này. Đấy, con này nó có cả cái đèn sáng luôn nhá, có cả đèn sáng luôn. Đấy, để ví dụ như là các bác hay cân trong buổi tối, là ví dụ như là trong trường hợp buổi tối là các bác vẫn có thể nhìn thoải mái luôn nhá. Đấy, buổi tối vẫn có thể nhìn thấy màn hình cân thoải mái luôn, vì nó có đèn trợ sáng ở cái cân này, ở cái mặt cân này luôn này, hiển thị đây nhá, thông số to rõ ràng, và cân điện tử thì rất là chính xác luôn. Đấy, chính xác từng gam từng lạng một các nhá. Đấy, thì ở đây nó sẽ có là ba cái nút này, tút ta ra là cái nút xóa sạch này, on off là bật tắt này. Đấy, tắt đi này, bật lên này. Mod này thì các bác điều chỉnh các chế độ cân khác nhau, ở đây thì em đang để là kilogram, các bác có thể điều chỉnh về là LB này, Zin này, rồi là OZ, mấy cái này thì em cũng không rõ lắm, nhưng mà chủ yếu Việt Nam mình thì 2 cân kilogram thôi. Đấy, là vẫn là phổ thông nhất thôi. Đấy, đi đây về thì các bác rút cho em này lên. Đấy, lấy cái móc này ra. Đấy, sau đó các bác móc vào những cái đồ các bác cần cân. Đấy, ví dụ như là em đang cân một cái võng ở trại này. Đấy, thì các bác móc vào cái đồ các bác cần cân nhá. Đây nó có một sẵn một cái móc này. Đây em sẽ cần cho bác coi nhá. Đấy, sau đó các bác treo lên nha. Đấy, các bác cầm nó lên nha. Đấy, đây em đang cân thực tế đây đó. Và khi mà cân, đấy, khi mà cân xong thì các bác bỏ ra thoải mái luôn. Và nó đặc hay của cái sản phẩm này là khi mà cân xong là nó sẽ nhớ luôn cái số cân ở trên này luôn. Đấy, hiện tại đang là 625 kg. Đấy, 0,625 kg tương đương với lại là 625 g này. Đấy, nó sẽ hiển thị cái số cân nhớ ở đây luôn. Nếu mà các bác muốn xóa cái dấu vết này đi, các bác bấm cho em nút tare. Đấy, thì nó sẽ xóa về mo là 00. Đấy, và ví dụ đây em cân tiếp này. Đây em cân cái này nhẹ nhẹ này. Đấy, các bác móc vào. Đấy, sau đó một tay các bác cầm vào đây. Đó, và các bác giữ yên một chút. Nó sẽ hiện lên chữ lock này, nó sẽ khóa lại. Đấy, và hiện tại đây em báo luôn này. 0,085 kg tương đương với là 85 g đấy. Đấy, thì đây nó sẽ hiển thị toàn bộ cái thông số ở trên cái màn hình hiển thị luôn. Rất là dễ dàng sử dụng nhá, và nó nhớ được cả cái số cân luôn, nên là rất là tiện các bác. Nhiều khi ví dụ các bác cân xong các bác mải nói chuyện hạn, chẳng may là các bác quên không nhớ, nhưng mà cái cân này nó sẽ thay cho các bác là nó sẽ nhớ luôn số cân, trừ khi để các bác bấm cái nút này thì nó sẽ mất đi, còn nếu không các bác cứ để đấy là nó sẽ nhớ cái số cân của bác luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy, thì giá em đang gửi bác giá sẽ là 60.000 một cái nhá. Đấy, 60.000 một cái, các bác cứ lên mã nha, sẽ là cân móc điện tử. Hay còn gọi là cân móc cân C1 các nhá. Cân mã sẽ là C1, giá em đang gửi bác là 60.000 một cái cân nha. 60.000 một cái. Và con này khi mà các bác cân tối đa lên đến được là 50 kg nhá. Đấy, cân tối đa lên đến được là 50 cân. Đó, rất ok, và cân từng gam từng lạng một luôn. Đấy, và cân tối đa là lên đến được là 50 kg, thiết kế rất chắc chắn luôn này. Đấy, có phần móc đeo. Đấy, và đây các bác có thể xách vào tay, rồi ở đây cái phần móc đồ vào này, rất ok luôn. Giá bình dân thôi, 60.000 một cái nhá, có màn hình hiển thị điện tử ở trên luôn. 60.000 một cái cân móc điện tử, hay còn gọi là cân móc C1 nhá. 60.000 một cái, rất ok. Đấy, vừa quay chi tiết bác rồi. Sản phẩm tiếp theo thì cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã này luôn. Đó là cái bộ sạc pin 18650. Đấy, lúc nào shop Tuy Nhiên thì có những cái mã hàng rất là độc đáo nha. Để gửi bác này. Đó. Lên mã em sẽ là cái bộ mà sạc pin 18650. Giá với em là gửi bác thì giá rất tốt luôn, giá gần như là giá tốt nhất thị trường luôn rồi. 60.000 một bộ này. Đấy, một bộ này thì khi mà các bác sạc thì sẽ được một cùng một lúc sạc được là 4 viên nhá, và nó sẽ có hiển thị đèn báo ở trên luôn, rất ok. Con này thì nó sử dụng cái nguồn vào thì cái nguồn nó rất là phổ thông và dễ kiếm, dễ dùng. Đây, input của nó sẽ là DC 5V 1 đến 3, và output ra của nó sẽ là DC 4.2V 1000 mAh. Đó, khi mà các bác xài, các bác sạc cho những cái dạng pin 18650 thì rất là chuẩn chỉ rồi. Đấy, chuyên dùng để sạc cho pin 18650 nhá. Đấy, thì về các bác có những cái cục sạc điện thoại như này này,
Đấy, ví dụ như là cái cục sạc Samsung bên em đang bán này, cục này thì bên em đang bán là 30.000 một cục nhá. Đấy, con này thì cái nguồn ra của nó sẽ là 5.0V, đấy, tương đương với là 2A. Đấy, thì nó rất là phù hợp với lại cái sạc này rồi, thì các bác có thể mua kèm thêm cái cục sạc này. Đấy, thì đây em lấy ra quay mẫu các bác này, thì về các bác cắm vào đây. Nó là cái cổng kết nối USB mà. Đấy, cổng kết nối USB, các bác cắm vào đây, sau đó các bác cắm trực tiếp nguồn 220, thì khi mà cắm vào nó sẽ lên đèn báo luôn nhé các bác nhá. Nó lên đèn báo luôn. Và đây em lấy cho bác mấy cái viên pin thì em cũng đang bán luôn này. Pin 1850 thì em đang bán đây. Pin này thì hiện tại bên em đang bán là 20.000 một viên nhá, nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm pin. Đấy, còn bên em còn các bác có pin rồi thì không cần. Còn cái này thì em bán vừa bán cả sạc vừa bán cả pin. Đấy, thì em sẽ lắp vào cho bác coi. Đấy, thì ở đây em lắp 3 quả thôi, còn một quả em để lại để quay cho bác luôn này. Thì khi mà các bác lắp 3 quả vào đây thì những chỗ nào lắp thì nó sẽ báo đèn đỏ, tức là đang sạc nhá. Và khi mà các bác sạc đầy thì nó sẽ nhảy lên đèn xanh như này. Đấy, ví dụ như là chỗ này hiện tại đang là đèn xanh nhá, em sẽ lắp nốt cái quả còn lại vào này. Đấy, lắp nốt quả còn lại vào nhá. Đó, các bác thấy không? Toàn bộ sẽ báo đèn đỏ hết luôn. Đấy, còn đây ví dụ em tháo đồng quả này. Đấy, thì hiện tại đang báo đèn xanh, tức là pin đã đầy và nó sẽ tự động nó ngắt nhá, rất là thông minh luôn. Đây, tháo viên thứ hai này, xanh luôn này. Tháo viên thứ ba xanh luôn, rất ok. Đấy, và các bác có thể sạc cùng lúc được là 4 viên, hoặc các bác có thể sạc một viên một cũng được, tùy nhu cầu nhá. Rất là tiện dụng luôn. Đấy, thì cái con này nó rất là dễ xài, và cái nguồn của nó cũng rất là phổ thông. Nguồn của nó sẽ là cái nguồn 5V 2A, tức là về các bác có những cái cục sạc điện thoại ấy, là các bác có thể cắm chung với lại cái cục sạc điện thoại để các bác xài cho cái sạc này rồi. Còn nếu mà các bác không có cái sạc đấy thì mình có thể mua thêm. Thì bên em đang bán là cái cục sạc Samsung 5V 2A, thì cái cục sạc này bên em đang bán giá là 30.000 một cục. Đấy các bác nhá, 30.000 một cục sạc Samsung 2A này, để về các bác có thể cắm cho cái sạc pin 1850 này để các bác sạc này. Còn nếu mà các bác có cái cổng USB rồi thì về các bác cứ cắm vào cổng USB thì mình là xài. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm pin thì bên em đang bán lẻ một viên pin 18650 như này, giá của nó sẽ là 20.000 một viên không nhá. Đấy, 20.000 một viên, thì cái này nó dùng khá là nhiều việc này. Đấy, dùng lắp vào những cái thiết bị nó sử dụng cái pin này. Cái pin này nó chung, cái pin này nó dùng rất là nhiều, bây giờ hầu như toàn dùng cái pin này thôi. Đấy, thì bên em đang bán lẻ một viên này là 20.000 nhá, một viên này là 20.000. Còn sạc nguyên sạc không? Đấy, nguyên sạc, nguyên cái bộ sạc pin 4 viên này. Sạc pin 18650 4 viên này là 60.000. Đấy các bác nhá, 60.000 một bộ sạc pin 18650. Đấy là về, đấy là các bác nhu cầu về những cái mã nào các bác nhá. Đấy, còn cục sạc đi cùng đi kèm có thể cắm chung với lại cái củ này là 30.000 các bác nhá. Đây, tiếp theo thì lên luôn cho các bác cái mã hàng, đó là cái chuột không dây. Em báo giá luôn, bên em gửi bác là 90.000 một viên, 90.000 một cái con chuột không dây nhá. Các bác cứ lên mạng em sẽ là chuột không dây, đây em ghi giá rồi, 90.000 một cái con chuột không dây này, rất tiện dụng luôn. Thì hàng của nó thì cũng là hàng mới nguyên hộp nhà nhá. Sản phẩm thì sẽ gồm có là một con chuột không cần dây nhá các bác nhá. Thông minh của cái sản phẩm này là nó không cần dây dạ gì. Về là các bác chỉ việc kết nối bằng cái cục adapter ở bên dưới đít này. Đấy, các bác lật cái nắp này ra, lấy cái này ra, cắm trực tiếp vào trong máy tính của bác nhá, và các bác bật cho em về on này. Đấy, bật cho em về on thì nó sẽ lên cái đèn báo màu đỏ em vừa bật đấy, và bắt đầu là các bác cứ thế là nó sẽ tự động kết nối với nhau. Hai cái này, cái con bluetooth này, đây cái con cổng USB bluetooth và cái con chuột này nó sẽ tự linh với nhau, và nó sẽ điều khiển không cần dây dợ gì nhá. Và cái hay của cái sản phẩm này là bên trong này nó đã tích hợp sẵn một viên pin rồi. Đấy, và cái pin này là có tích điện nhá, cái pin này có tích điện. Đấy, cái pin này có tích điện là lúc các bác cứ xài, lúc nào mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây sạc đi kèm với lại cái cục sạc này, các bác cắm vô đây. Đấy, và các bác cắm vào cái nguồn 5V ấy. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc này em vừa quay này. Đấy, cái nguồn cục này, cái cục 5V 2A này, các bác cắm vào đây. Cục này thì bên em đang bán là 30.000 nhá. Các bác cứ lên mã nha, cho cái cục sạc Samsung. Đấy, thì đang bán là 30.000 thì các bác có thể cắm vào đây và các bác sạc cho cái chuột này. Đấy. Và khi mà sạc đầy thì các bác lôi ra xài. Con này thì em cứ bảo hành cho bác luôn, các bác sạc một lần các bác xài từ 1 tháng cho đến nửa tháng luôn, pin nó cực kỳ trâu nhá. Đấy, pin nó rất trâu bò luôn. Đấy, các bác bình thường là các bác hay dùng những cái con chuột có dây rất là vướng víu, dùng rất là khó chịu, vướng víu này. Đấy, rồi là nó không thẩm mỹ cái thứ giờ, dây dặn nó lằng nhằng, nói chung hoặc là các bác đi chơi đi công tác các thứ giờ, hoặc là làm văn phòng mình cứ phải mà mang đi di chuyển nhiều, dây dặn nó lằng nhằng. Đấy, thì các bác mua cho con này về không cần vì dây dợ gì nhá. Bên dưới cái nắp này về các bác lấy ra một đầu này, các bác cắm trực tiếp vào trong máy tính nhá, còn cái con chuột còn lại là các bác cứ để ra bàn các bác di thôi,
là tự động là nó sẽ link với nhau nhé. Đây cái con này em xài rồi nên em thấy nó rất ok và em nhập số lượng lớn về bán đó bác, nên là dùng ok lắm đó. Thì gửi bác là 90.000 nhá, các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây đấy, 90k một con. Đây em quay cho bác cái con em đang xài này, đây cái con em đang xài đây đấy, thì em sẽ quay cho bác coi nhá. Thì nó sẽ có là một cái cục link như này này đấy, thì về là máy tính nào nó cũng có cổng USB mà đó, thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB này cho em đó, các bác cắm vào và cái con chuột khi mà cắm vào đấy nó kêu tinh cái, nó sẽ tự động link với nhau nhá, tự động kết nối với nhau đấy, và bắt đầu là các bác cứ thế là các bác gì thôi. Đây thì em gì cho bác coi này. Đấy, các bác nhìn này, chuột này. Đấy, chuột chạy ngon lành luôn nhá. Đây, tắt đi này, tắt đi này. Đấy, bật lên này. Đây, vào chôm này. Vào YouTube chẳng hạn này. Đấy, YouTube nhá. Đó, bấm ngon lành luôn nhá. Đấy, đây, vào kênh của nhà em này. Đấy, bấm ngon lành, các bác nhìn cái con chuột em gì chưa? Đây, con chuột em gì này. Đó, xem kênh của bạn này. Đấy, kênh nhà em đây các bác nhá. Đấy, các bác mua hàng này cứ vui lòng liên hệ với hai cái số điện thoại em để trên kênh này. Đấy, có nhìn thấy con chuột này em đang gì này. Đấy con chuột đang chạy nhá, là tay đang gì đây, đây tay đang gì đây, đấy tay đang gì đây, đấy gì đâu là nó sẽ sáng lên đấy, đây này, đấy thấy không, đây, nó rất là tiện dụng luôn nhá, không cần phải dây dạ gì hàng nhàng nhá, mà nó cực kỳ dễ dùng luôn, người lớn người già trẻ em dùng được hết luôn, về chỉ việc cắm cái con này vào chân cổng máy tính và chuột thì các bác bật cho em về on, đấy cứ thế là dùng, và khi nào mà hết pin thì các bác cắm sạc qua cái cổng ở đằng trước này, nó có cái cổng sạc này, đấy, con này các bác cứ dùng cho em từ 15 ngày. Cho đến 1 tháng các bác phải sạc pin một lần. Pin nó cực kỳ trâu bò luôn. Bảo hành cho bác luôn. Nếu mà các bác nào mà pin mà nhanh hết thì cứ bảo anh em nhé. Đấy, bảo hành cho bác pin luôn. Vì anh em dùng thực tế đây, anh em dùng 2-3 con liền đây. Đấy, đây kìa. Đấy, thấy không? Rất ok nhá. Không cần phải dây dạ gì nhờ. Đấy, các bác chỉ việc là cắm vào các bác xài thôi. Quá ok luôn. Đây, các bác nhìn này, lướt này, lăn này. Lăn rất mượt mà luôn nhá. Đấy, thấy không? Đây đang lăn này, tay em đang lăn này. Đấy, mất mượt mà ngon lành nhau nhá. Rồi. Đấy thì em hướng dẫn cho bác rất chi tiết và cách sử dụng của con này rồi. Đấy thì em báo giá lại một lần nữa nhá. 90.000 một cái con chuột không dây này, 90.000 một con. Thì về các bác tháo cái nắp đít ở cái phần nắp lưng ra này. Lấy cái con USB này, cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB của máy tính và các bác dùng con chuột bật lên cho em về nút on. Đấy là các bác xài thôi. Và khi nào mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào đây. Đấy, chân sạc của nó đi nhá. Đấy cắm sạc vào là các bác xài. Ở trong này nó có một viên pin tích điện sẵn rồi. Đấy và xài từ 15 cho đến 1 tháng mới hết pin một lần. Pin rất trâu bò luôn nhá, rất ok luôn. 90.000 một con chuột không dây các bác nhá. Lấy cứ lên mã thì em sẽ là chuột không dây 90k một con. Tiếp theo thì em về tiếp cho bác cái mã gen con nhật này. Nhiều bác cứ hỏi là cái gen con nhật bên em có bán lẻ hay là bán kiểu dạng ít ít một không, thì nhiều khi các bác là dùng không hết. Đấy thì đây, bên em sẽ bán theo một cái bó nhỏ nhỏ này là 10.000 một bó nhá. 10.000 bó thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là một cái combo một bó gen con nhật này. Một cái bó này của nó sẽ gồm có là 5 sợi nhá. Đây này, thì em đã cắt sẵn ra đấy và gói nhỏ nhỏ thành một bó này. Đấy của nó sẽ là 5 sợi nhá. 5 sợi từ to nhỏ này. 1 sợi, 2 sợi, 3 sợi, 4 sợi, 5 sợi nhá. 5 sợi là từ 1 ly nhá. Sợi nhỏ nhất của nó sẽ là 1 ly cho đến sợi lớn nhất của nó sẽ là sợi 5 ly nhá. Cái này là dòng gen co nhiệt nhá nhá. Khi mà các bác hơ lửa hoặc là kho nhiệt thì nó sẽ co vào các nhá. Thay kiểu dạng băng dính điện cái thứ ra thì các bác chuyển sang dùng cái gen co nhiệt nhá. Đấy các bác xỏ vào dây điện sau đó các bác hơ vào nó sẽ co vào nhá. Đấy thì đây một cái combo này nó chỉ có 10.000 thôi, về các bác dùng gia đình cái thứ ra. Đấy gia đình thì không hay dùng nhiều, dùng ít thôi thì các bác mua cho em cái cục này, nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy bỏ ra cho giúp em là 10.000 một cái combo 5 sợi gen con nhiệt đã bó sẵn vào thành một bó nhỏ nhỏ này thôi nhá. Đấy thì lên mã cho em sẽ là combo hoặc là một cái bó gen con nhiệt nha, thì sẽ có giá là 10.000 thôi nhá, giá 10.000 thôi, giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy một số mã hàng thanh lý em xả kho cho bác luôn, đồng giá là 10.000 luôn, giá rất rẻ luôn nhá, chỉ có 10.000. Về dùng gia đình một bó cho em thoải mái rồi. Đấy, vì gia đình dùng ít. Bác nào thợ thiền thì có thể mua thêm. Đấy, còn nói chung là gia đình thì các bác dùng 10.000 này thì thoải mái luôn rồi. Đó. Một bó gen con nhiệt đó, hoặc là một combo 5 sợi gen con nhiệt này là 10.000 một combo nhá. Các hàng rất là mới, rất là hay. Đó là cái phích cắm gập của nhá. Lên mã cho em cái phích cắm gập. Tại sao nó gọi là phích cắm gập thì đây, bình thường thì nó là một chiếc phích cắm sẽ thẳng nhai. Đấy còn nếu các bác muốn gập thì các bác sẽ gập nó vào. Đó thì nó sẽ gập được một cái góc vuông 90 độ nhá. Hàng này của nó thì sẽ là hàng chân dẹt nên là rất là phù hợp. Ví dụ như các bác nào hay dùng những cái phích điện chân dẹt, đặc biệt là những cái phích mà hàng Nhật bãi ấy, là chuyên bên đấy người ta chuyên dùng chân dẹt nên là các bác mua con này cũng có thể là cắm được luôn. Đấy, và chân của nó sẽ là chân khâu đồng 100% nhá. Đấy chân khâu đồng 100% rất xịn sò. Công suất của nó chịu tải lên đến là 16A. Đấy mắc là 250V nhá, cực kỳ là trâu bò luôn. Đấy và rất chắc chắn nhá. Và nó có thể gập nha. Đấy những cái vị trí mà khe khía các thứ giờ. Đấy bình thường là các bác hay
cắm thẳng này nó rất là tốn diện tích nhá. Ví dụ các bác có đẩy sát cái tủ vào chẳng hạn, đấy thì nó sẽ bị vướng cái phích này. Thì đây, bây giờ các bác mua cho cái phích này về các bác thay vào, thì các bác sẽ gập vào thì nó sẽ úp vào này, thì nó sẽ tốn được một, sẽ tiết kiệm được ít diện tích. Các bác có thể là đẩy sát cái phần tủ của các bác vào này, rồi những cái chỗ vị trí các bác sắp xếp đồ thì nó sẽ cắm sát vào tường hoặc là những cái chỗ ổ điện nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy thì nó sẽ có thể gập vào này. Còn nếu các bác muốn dùng thẳng thì các bác đẩy nó ra. Đấy còn không thì các bác muốn gập thì các bác gập nó vào này là các bác cắm thôi. Đấy chân của nó sẽ là chân đồng nên là cái phần tiếp xúc nó rất là tốt nhá, nên là yên tâm. Đấy không lo mô via chập cháy nhá. Hàng chống va đập, chống vỡ, chống cháy nhá. Giá thì bình dân thôi. Lên mã giúp em sẽ là cái phích cắm gập nhá. Đấy phích cắm gập nó có thể gập vào một góc 90 độ nha. Đó. Giá nó hiện tại em đang bán sẽ là 15k một chiếc nhá. 15k một chiếc. Chân của nó sẽ là chân dẹt và chân là chân đồng nhá. Đấy 15k một chiếc phích cắm chân dẹt này, rất tiện dụng. Đấy nó có thể gập vào nhà các bác nhá. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái phích cắm gập nhá. Phích cắm gập. Đó, đang gửi bác là 15k một cái phích cắm gập nha. Đó 15k một chiếc. Đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm này. Đấy, bình thường này. Đấy những cái chỗ vị trí khó ấy là các bác rất là đấy, ví dụ như những cái phần kê tủ rồi. Đấy thì về các bác đấu xem cái này vào. Đấy đấu nó vào. Sau đó các bác lắp vào này, đấy các bác có thể gập vào, đó, ví dụ như cái phần tủ tỉ cái thứ là các bác kê vào, đấy, các bác gập nó vào rất là gọn gàng, ok, đấy, đẩy sát tường thoải mái nhá, vô tư không lo nó, đấy các bác nhá, đây. Của bạn đi. Đây là chiếc phích cắm có thể xoay chiều 90 độ, không tốn diện tích nhiều, thuận tiện cho việc quản lý dây điện và sắp xếp đồ đạc. Hơn nữa, việc tháo lắp cũng rất dễ dàng bởi có hệ thống dây dẫn ổn định và không dễ rơi ra. Cửa hàng đang giảm giá 50%, anh chị hãy nhanh tay đặt hàng để nhận ưu đãi ạ. Đó, rất là hay nhá. Đấy nó có thể là gập lại này. Đấy, ví dụ như cái phần khe tường các bác muốn kê một cái tủ vào đấy ạ. Đấy các bác gập vào là nó sẽ bị kịch cái phích bình thường. Còn cái phích này đó các bác gập xuống này. Đó nó rất là ok luôn. Gập vào nó rất là tiết kiệm diện tích nhá. Các bác có thể là kê tủ tiếp vào thoải mái chứ không lo bị vướng quá nhá. Rất là hay. Đó nó có thể gập gọn vào, gập một góc 90 độ nhá. Đó, rất là hay. À 15k một chiếc phích cắm gập nhá, 15k một chiếc. Lên luôn cho bác đó là cái quả bóng B2. Đấy, bóng B2 các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bóng đèn B2 nhá. Cái này thì về các bác xài khá là nhiều việc này. Đấy, dùng làm bóng đèn thắp sáng này, rồi là bóng đèn ngủ cũng ok luôn mà giá nó bình dân lắm. Em báo giá luôn nhá. Bên em sẽ bán nó combo là 5 quả 1 hoặc là nếu các bác mua lẻ các bác có thể mua 1 quả 1 cũng được. 1 quả 1 thì bên em đang bán giá sẽ là 5.000 một quả. Đấy, 5.000 một quả này thôi. Còn nếu mà các bác lấy combo 5 quả 1 thì bên em sẽ gửi bác giá rất tốt luôn, 10.000 cho một combo là 5 quả bóng B2 nha. Đấy, 5 quả nha. 2 4 5, 5 quả nha là 10.000. Đấy là một combo bóng B2 5 quả là 10.000. Còn các bác lấy lẻ 1 quả là 5.000 nhá. Đấy, lấy lẻ thì giá nó sẽ cao hơn. Còn các bác lấy theo combo thì giá nó sẽ rẻ hơn. Đấy cái này thì nó sử dụng cái nguồn điện là cái nguồn điện 5V. Tức là về các bác có cái cổng sạc USB ấy, các bác cắm vào là các bác xài thôi. Đây ví dụ như ở đây em có một cái ổ điện nó có cái cổng USB này. Đó, có một cái ổ điện có cổng USB này, các bác cắm trực tiếp vào điện 220 này. Sau đó là cái ổ này nó có cái cổng USB này. Đấy các bác cắm vào đây cho em. Đó, thế là lên đèn, đèn rất sáng luôn nhá. Đèn nhìn thôi nhưng rất sáng luôn. Đấy. Con này em hình như cái công suất của nó là 1W, công suất của nó là 1W. Đó. Ánh sáng màu trắng nhá, ánh sáng màu trắng. Đấy về các bác dùng để làm đèn ngủ này, đèn chiếu sáng này, đèn cảnh báo này, nói chung là chế cháo nhiều việc lắm. Đó. Giá thì bên em đang bán lẻ một quả này là 5.000 nhá, một quả bóng B2 nha. Các bác cứ lên mã nha, sẽ là bóng B2. Một quả là 5.000, còn các bác lấy theo combo 5 quả 1 thì bên em đang gửi bác giá sẽ là 10.000 cho một combo 5 quả bóng nhá. Chân đây, chân nguồn vào của nó này. Cứ có cổng USB, nguồn của nó sẽ là nguồn 5V, cứ có cổng USB các bác cắm vào phệt vào thế là sáng, có thế thôi, rất là dễ dùng nhá, tiện cực kỳ luôn. Đó mà các bác cắm vào những nguồn 5V này thì cái tiền điện nó hết rất là ít luôn nhá. Đấy không đáng kể luôn. Đấy. Đây, cứ cắm vào là sáng thôi. Đấy còn cái ổ này thì chắc rất nhiều bác hỏi đây. Thì em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái ổ điện U3. Đấy, ổ này thì nó sẽ có là những cái ổ cắm điện và ba cái cổng USB nhá, để về các bác có thể cắm cái bóng này hoặc là các bác cắm cái dây sạc điện thoại nhà mình để các bác sạc pin cho điện thoại cũng ok luôn nhá. Đấy, con này thì em báo giá luôn, lên mã em sẽ cái ổ điện U3. Đấy, ổ điện U3. Ổ điện U3 này thì hàng của Thái Lan nhá. Đấy, hàng của Thái này. Giá của nó thì sẽ là đi 50.000. Đấy, U3 nhá, ổ điện U3. Giá bên em đang bán là 50k một cái ổ điện U3 này. Đấy thì nó sẽ có cổng USB để các bác có thể cắm những cái đèn này. Đấy, thì bên em đang bán một cái ổ này là 50.000. Còn bóng B2 thì đang bán là combo là 5 quả 1. Đấy, 5 quả 1, cứ 5 quả 1 nha là 10.000. Còn các bác lấy lẻ một quả thì đang gửi bác là 5k nhá. Đấy.
Rồi tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái súng chữ L. Đấy, súng chữ L em báo giá luôn, bên em gửi bác là 50k một cái súng chữ L nha. Đây em có ghi giá nhá. Đấy, 50.000 một cái này. Đó, 50k nhá, 50k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái súng chữ L. Đấy, nó hình chữ L này. Thì em gọi luôn là cái súng chữ L. Cái này thì về các bác dùng để rửa xe này, tưới cây này, rửa sân này. Đấy, toàn bộ của nó là khâu đồng hết luôn nhá. Toàn bộ khâu đồng, thân của nó sẽ là thân nhựa. Thân nhựa cứng nhá, thân nhựa cứng chắc chắn lắm. Đó, thân nhựa cứng. Thì về các bác lắp cái nguồn nước nhà mình vào đây. Đấy, và ở đây nó có một cái cò. Đó, thì lúc nào mà dùng là các bác bóp vào, còn lúc nào không dùng là các bác thả ra là nó sẽ tự động là nó sẽ ngắt nước các bác nhá. Còn nếu mà các bác muốn ở cái chế độ rảnh tay thì các bác bóp vào, sau đó là các bác cài nó vào đây thì nó sẽ đang ở chế độ rảnh tay thì các bác không cần phải bóp. Đấy, các bác chỉ việc cầm các bác phun thôi. Còn lúc nào muốn tắt đi thì các bác mở cái đẩy cái vò cái cò ra thì nó sẽ tự động nó sẽ ngắt nước nhá. Và cái phần đầu vò này, đấy, đầu vò nó là đầu vò bằng đồng luôn. Và cái đầu vò này thì các bác có thể chỉnh được nhiều chế độ phun nước khác nhau. Đấy, phun xa, phun gần, phun mạnh, phun nhẹ, phun xương, rồi phun hạt to, hạt nhỏ. Là các bác chỉnh cái đầu vò này xem. Đó, rất tiện dụng luôn nhá. Chắc chắn cực kỳ, và cái này bên em bán cực kỳ nhiều rồi. Và đợt này thì nó về cái lô này giá nó cũng rẻ hơn một chút. Đó, bữa trước thì em đang bán như là cái đợt trước có bác mua là 70.000 đấy. Đợt này nó về cái lô này thì giá nó chỉ còn có 50.000 thôi. Đấy, giá nó giảm rất sâu để cho các bác dễ mua luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là súng chữ L nhá. Đấy, sản phẩm sẽ là súng chữ L này. Bên em đang gửi bác là 50.000 một cái này. Đấy, toàn bộ của nó là đầu bằng khâu đồng luôn này. Đầu là những cái điểm kết nối nguồn nước này bằng khâu đồng. Cái này thì về các bác lắp cái nguồn nước nhà vào. Đấy, kiếm cái dây thít ấy, hoặc là các bác cái dây thít dây lạt ấy, hoặc các bác có cái cổ dê cái đai siết ống ấy, các bác cho vào, các bác siết vào là các bác cấp nước cho nó là xài thôi. Chỉ việc bóp vào là sẽ ra nước nhá. Và phần đầu vòi có thể chỉnh nhiều chế độ khác nhau, rất ok luôn. Đấy, về sử dụng này, tưới cây, rửa sân, rửa xe các thứ rất ok luôn. 50k một cái nhá. Đấy, súng chữ L 50.000 một cái. Tiếp theo thì một cái sản phẩm cũng rất nhiều bác mong đợi, đó là cái ổ hẹn giờ nhá. Ổ hẹn giờ đây em báo giá luôn này. Bên em đang gửi bác một cái ổ hẹn giờ là 50.000 một ổ nhá. Đấy, 50k một cái ổ điện hẹn giờ này. Đấy, 50k nhá. Đấy, nó gọi là cái ổ nguồn hẹn giờ. Đấy, ổ nguồn. Và có chức năng là hẹn giờ nhá. Và nó khi mà hết cái giờ đấy là tự động sẽ tắt. Thì đây, cái này thì về các bác dùng nó nhiều thiết bị, ví dụ như là các bác sạc những cái bình ắc quy đời cũ ấy thì nó không có chế độ tự ngắt ấy. Thì các bác có thể dùng cái ổ này để các bác cắm vào, sau đó là các bác bấm thời gian này. Ở đây nó sẽ có là 12 tiếng này, 8 tiếng này, 4 tiếng này. Đấy, thì rất là ok nhá. Về các bác sử dụng để các bác hẹn giờ, để khi mà nó hết cái giờ đã tự động ngắt nhá. Thứ nhất là nó an toàn, không gây cháy nổ này, không gây chập cháy này. Đấy, ví dụ các bác có sạc bình ắc quy nhiều khi là, hoặc là các thứ giờ các bác để mà chẳng may là các bác để nó quá giờ, nó nóng các thứ giờ là nó rất hay bị chập cháy, bị nổ nhá. Thì con này rất là dễ xài thôi. Một cái đầu nguồn này thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái nguồn điện 220 cho em. Đấy đi, và các bác còn cái nguồn còn lại các bác kết nối với lại cái nguồn mà các bác cần xài. Đấy, sau đó là các bác bấm nút cho em. Đấy, bấm nút đầu tiên nó sẽ lên là số 4 này. Bấm nút số 2 nó sẽ lên là số 8, thì nó sẽ hiển thị cái đèn ở số 8 này. Bấm một lần nữa này, nó sẽ hiện lên số 12. Thì hiển thị là trên số 12, tức là tương đương với lại 12 tiếng nhá. 4 tiếng, 8 tiếng, 12 tiếng nhá các bác nhá. Và các bác bấm một lần nữa thì nó sẽ ra điện liên tục luôn. Cái này thì nó, nếu mà nó sáng ba cái đèn này thì là điện sẽ vào liên tục nhá, không tự ngắt. Còn nếu mà các bác bấm mà nó chỉ hiện một số này, hiện một cái đèn ở từng số một, thì là hiện tại là đang ở cái số đấy, là trong bằng đấy giờ, là nó sẽ tự động nó tắt đi nhá. Tự động nó sẽ ngắt cái nguồn điện nha các bác nhá, tự động ngắt nguồn điện. Đấy, thì về cái này nó xài cho khá là nhiều thiết bị khác nhau luôn. Đấy, đây cái giấy hướng dẫn sử dụng của nó này. Hàng này thì cái công suất tối đa để mà khi mà các bác sử dụng cái sản phẩm này thì từ 500W trở về nhá. Đấy, các thiết bị điện từ 500W trở về là các bác xài ok. Còn nếu mà trên 500W mà xảy ra tình trạng cháy nổ thì bên em chịu nhá, không bảo hành cho bác đâu. Còn ví dụ như các bác cắm các thiết bị là từ 500W là hoạt động thoải mái luôn. Nói chung là nó nếu mà các bác xài gia đình thì cũng không có quá nhiều thiết bị nào mà nó quá 500W đâu mà. Đấy, những cái thiết bị mà gia dụng như là quạt quậy các thứ giờ thì nó thường chỉ tầm vài chục watt cho đến 100W thôi, chứ không có nào lên đến 500W, trừ khi là các bác xài những cái dạng bếp từ hoặc là nồi cơm thì chịu. Đấy, còn ví dụ như các bác xài những cái sạc bình các thứ giờ hoặc quạt quậy thì cũng thoải mái quá nhá. Đấy, từ 500W trở về nhá. Giá của nó thì bên em đang gửi bác là 50.000 một cái ổ nguồn hẹn giờ này. Các bác cứ lên mã em sẽ là ổ nguồn hẹn giờ. Hẹn được là 4 tiếng này, 8 tiếng và 12 tiếng nhá. Đấy, sau những cái giờ này thì các bác bấm ở giờ nào nó sẽ sáng giờ đấy và tự động sẽ ngắt đi nhá.
Đây là rắc nguồn vào, đây là rắc nguồn ra, và đây là cái nút bấm ở trên thân của nó, rất ok luôn. Cái này thì bên em đợt vừa rồi em bán cực kỳ nhiều và cháy hàng luôn đấy, và lâu lắm nó hàng có hàng trở lại này. Đây nó có cái đồng hồ hiện giờ em, 50k một cái nhá, các bác cứ lên mã nhá, sẽ là cái ổ hiện giờ đấy, đang gửi bác là 50.000 một cái ổ điện hiện giờ nhá.